là mình có thể biết nhưng không đặt tên hay không rõ đường đi nước nữa. định là được thông tin. Và thế thì bây giờ có được các thông tin là có con đường đi có đích đến thì sẽ là đúng lộ trình. Thế thì ngay như bây giờ cái tham tượng thì em mới thấy rằng là bật ba cái công tác là an vui rồi là bao dung và trân trọng biết ơn trong các công việc thì em cũng đã luân chuyển và nó rất phù hợp cái bối cảnh và đây là cái quản trị về tham tưởng trong cái 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 nhận thức nội tâm để làm sao để điều chỉnh và cũng xác định rõ như hôm qua đó là góc năng lượng là đó là cái 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 chủ động về cái tham tưởng cũng như là chịu trách nhiệm về cái tham tưởng thì luôn luôn khi nghĩ đến một cái điều đó thì để nó điều chỉnh ngay được cái 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 nội tâm của mình tại cái thời điểm và tại trong một cái 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 cái, cái bối cảnh thế và đôi ngốc thì ngày xưa thì đúng quả thật các em mới thấy rằng là ví dụ yêu thương con cái nhưng đúng nhiều lúc thì em mới nhận ra rằng nhiều cái bây giờ mình mới qua bài học mình mới nhận thấy rằng là nhiều khi mình yêu thương nhưng mà không đúng cách thế do đó là cái kết quả sẽ không như mình mong muốn và thậm chí lại xảy ra khi mà người yêu thương như thế mà hoặc quan tâm như thế mà lại mình lại có một cái kỳ vọng nhưng lại chưa trỏ ra được cái rõ như cái bài học hôm qua cô chia sẻ đó là gì đó là tạo bối cảnh hoặc giúp người khác cái để hiểu được cái vấn đề họ đang mong muốn và mình đang cái mình có mình cho đi và để chính họ mới là cái 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 quyết định cái 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 cái, 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 cái sở hữu khi họ nắm bắt được mà họ thay đổi bản thân của chính họ thì đấy mới là vấn đề là mấu chốt quan trọng và trước thì hay cứ lầm tưởng là yêu thương là một sự quan tâm nhưng nó chưa đủ và hiểu nghĩa và thì giờ đã đi thì em phân tập hàng ngày để làm sao mỗi cái yêu thương cho đi nó có một giá trị và làm sao luôn luôn để cái để như thế nào cho đúng cách thì nó cứ hiện hình cho em cái bài học hôm qua đó là đến từ nắm được thông tin rồi năng lượng rồi thì đó là về phần sở hữu chính bản thân mình và để cho nó đạt được các cái dần từng bước là đạt yêu cầu đến độc lập tự do và hạnh phúc trong chính nhận thức nội tâm của chính mình của và <laughs> ngon quá rất là biết ơn chú tộc cố định lại rất nhiều thông tin cho chúng ta về học phần ngày hôm qua học phần ngày hôm qua là một học phần đối với bản thân hiền dịu hiền á cả nhà là một học phần vô cùng quan trọng có thể là mình nghe sở hữu bản thân nằm ở góc năng lượng của yêu thương uhm, nhỏ xíu xì xì thôi nhưng mà để mà có được cái biểu hiện là sở hữu bản thân đó cái nguồn năng lượng ở bên trong đó nuôi dưỡng được cái nguồn năng lượng ở bên trong đó đó thì nó không chỉ đơn giản giúp cho mình sở hữu được chính mình mà mình định vị được bản thân mình là ai luôn á bởi vì khi mình sở hữu được mối quan hệ với chính mình mình trở thành ai mình muốn trở thành người như thế nào gắn bó trong cuộc đời này với một người như thế nào kết nối với một người như thế nào thì chính mình sẽ chỉ có bản thân mình mới lắng nghe được mình có tham và tưởng gì để chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng đó và khi có được cái quyền Cái quyền và năng lực Để chủ động chi phối cuộc đời mình Có nghĩa là mình thực sự rất là yêu thương bản thân rồi Vậy thì bất cứ lúc nào mà mình thấy Tự nhiên mình không có còn chủ động chi phối cuộc sống của mình nữa Thì thiệt ra là không cố gắng để đi chi phối cuộc sống Mà quay về Quay về yêu thương bản thân Bởi vì khi mình yêu thương bản thân Thì ngay lập tức mình làm chủ được tham và tưởng có nghĩa là mình quay về sở hữu được cái quyền và trách nhiệm để chi phối cuộc đời của chính mình vậy thì lúc này mình quay về làm rõ vậy thì để làm chủ cuộc đời của chính mình đó đó mình cần cái gì làm giàu trí tuệ làm giàu tâm thái làm giàu nhân cách làm giàu phẩm chất làm giàu năng lực làm giàu thể chất làm giàu vật chất thì chính cái giây phút đó đó là giây phút mình thật sự định vị được bản thân mình là ai đối với chính mình Cái hình ảnh tự thân của mình mình có Và hạnh phúc tự thân của mình Ngay lập tức có luôn Khi mà mình có được cái nguồn năng lượng Của yêu thương Đó là kết nối nè Là gắn bó là sở hữu Mình lắng nghe được tất cả những gì đang diễn ra bên trong mình Mình gắn bó Với chính mình Và mình sở hữu chính mình một cách toàn diện á Và khi mình hiểu được cái nguồn năng lượng này là Thì việc của mình nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của chính mình. Độc lập, tự do hạnh phúc và độc lập ở đây là độc lập từ trong tư tưởng cho đến mọi cái yếu tố khác hạnh để mà đạt được hạnh phúc đó, thì có yếu tố gì liên quan thì mình độc lập về cái điều đó, kể cả tài chính. Nghĩa là từ trong tư tưởng cho đến những cái gì nó diễn ra bên ngoài mình đều có đúng cái trạng thái đó là mình chủ động và chịu trách nhiệm và nếu như một người yêu thương bản thân có được cái điều đó vậy thì mình yêu thương người khác đơn giản dữ lắm khi mình đã kết nối được với chính mình mình gắn bó được với chính mình và sở hữu mối quan hệ với chính mình thì vô cùng đơn giản để kết nối với người khác để gắn bó với người khác và để sở hữu một mối quan hệ tốt đẹp với người khác vì y như cách mình sở hữu bản thân mình vậy đó hiểu được chỗ này nữa thì cái nguồn năng lượng nè nguồn năng lượng mình có đơn giản để khiến cho để kiến tạo ra một cái môi trường mà chỉ cần mình ở đó thôi thì mình đã có cái nguồn năng lượng tích cực rồi một cái người hạnh phúc tự thân á họ đi đến đâu họ cũng chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của họ họ luôn lắng nghe luôn kết nối và luôn gắn bó với chính mình để biết mình muốn cái gì và chủ động chịu trách nhiệm đối với cái điều đó và rất là rõ ràng thống nhất ở bên trong với bên ngoài bất cứ cái gì diễn ra đều chủ động và chịu trách nhiệm Vậy thì quay về mỗi người mà luôn giữ được nguồn năng lượng chủ động như vậy đó và luôn chủ động để tạo ra nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn thì những người xung quanh của mình, gia đình của mình hưởng được bầu không khí tích cực của mình không cả nhà? Họ tự oh. nhiên họ hưởng được luôn. Nên chỉ cần chúng ta có được nguồn năng lượng của yêu thương này nè thì mình sẽ mang lại được cái sự bình an và an toàn cho những người ở xung quanh mình. Không cần làm cái gì hết trơn á, chưa nói tới biểu hiện của vật chất là chia sẻ, tôn trọng, liêm chính hay bao dung, mà chỉ cần mình ở yên đó mình yêu thương bản thân, mình có được cái nguồn năng lượng này nè thì tự nhiên cái sự kết nối với những người xung quanh họ họ cảm nhận được sự kết nối thông qua sự hiện diện của mình luôn. Chỉ cần mình hiện diện là họ đã cảm thấy họ được ở trong một cái môi trường an toàn rồi. Chỉ cần mình gắn bó với chính mình là họ cảm nhận được hình dung luôn cả nhà. Họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó của mình á. Nên là nhận thức về yêu thương mà nâng cao thì giúp một người hiểu rằng mình không cần làm gì lớn lao trong cuộc đời này hết. Mình chỉ cần làm một việc, đó là yêu thương. Và đầu tiên là yêu thương bản thân. Chỉ cần mình có sự bình an, mình có sự an vui nơi nội tại của mình mình có được hạnh phúc tự thân thì cái sự hiện diện của mình đã là một cái món quà vô cùng vô cùng quý giá dành tặng cho những người mình yêu thương chỉ cần mình có mặt ở đó thôi mình đã là một món quà của hạnh phúc rồi và lúc đó đó thì mình mới bắt đầu có nguồn năng lượng này rồi thì chia sẻ tôn trọng liêm chính bao dung là một cái biểu hiện tự nhiên tự nhiên theo dòng chảy phải chảy ra như vậy vì thông tin đủ đầy năng lượng có thì không thể nào mà không có hiện thực được ngon không cả nhà nên là cái gốc năng lượng chỉ có bên trong mình mình làm cho bên trong mình thôi mà năng lượng thì có một điều đặc biệt đối với năng lượng đó là chỉ cần có thông tin có nhận thức là có luôn năng lượng vật chất thì mình cần có thời gian để mình rèn luyện mình thích nghi mình phát triển nhưng đối với năng lượng có thông tin là thông tin đủ một cái là mình mình có năng lượng quan trọng là mình muốn không mình muốn thì mình mình nhận có nghĩa là mình muốn trở thành mình muốn trở nên mình muốn sở hữu thì cái giây phút mà mình muốn đó là mình đã có rồi ở cái góc năng lượng này nè dạ rất là biết ơn chia sẻ của chú tộc bởi vì bản thân diệu hiền cũng nhìn thấy được một bức tranh tổng thể để mà mình mình cũng trân quý tri thức mình đang được đón nhận biết ơn chứ tập lắm lắm Vâng, biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã dạ. nghe. diệu dạ. hiền thấy còn một cánh tay của chị linh hà xin mời chị linh hà em xin phép được chia sẻ bài học của em ạ. À, bài học của em là vì ba tầng bậc yêu thương. Bậc một là yêu có điều kiện và uh, sẽ tạo lập giá trị cho người mà mình yêu thương. Bậc hai là tình yêu vĩnh cửu và bậc ba là yêu vô điều kiện, yêu trong ăn vui. Thì uh, em ghi nhớ, nhớ và tâm đắc là khi mà với những người sơn giao thì mình nên uh, áp dụng tầng bậc ba để và để, để cho họ sẽ uh, dễ dàng và cảm thấy uh, cảm thấy là nhẹ nhàng khi mà nhận tình yêu của mình và không bị cảm thấy áp lực không cảm thấy là giống như là nợ còn với càng với những người mà thân thuộc và yêu thương với mình thì mình càng nên áp dụng cái tầng bậc một và bên cạnh à, yêu thương bậc một là yêu vô điều kiện và à, yêu có điều kiện và tạo lập giá trị liên tục cho cho uh, người mà mình yêu thương và bên cạnh đó thì mình nên uh, mình phải thường xuyên quan tập nghe thầy nói biết và cải thiện bản thân để nâng cao giá trị của mình lên để mình có thể đáp ứng được những cái uh, tham tưởng của người mà mình yêu bởi vì là tham tưởng luôn luôn thay đổi uh, và một cái điều thứ hai là khi mà À, yêu thương con thì mình nên là để cho con có thỏa mãn những nhu cầu cơ bản con và em cũng nhận và em cũng đặt ý là em nhận và áp dụng được và và áp dụng được vào trong cuộc sống của em về việc là sở hữu bản thân và từ đó là chuyển hiện thực cho cho các bạn nhỏ của em để các bạn cũng dễ dàng có thể sở hữu bản thân ạ. À, điều thứ ba là em muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ để khi mà về tình yêu thương mà em rất là tâm đắc đấy là uh, một câu chuyện thì một về một cô giáo dạy các bạn trẻ dạy, dạy các bạn nhỏ về tình yêu thương. Đây là cô dạy bằng cách là cô chọn đưa các bạn vào một căn phòng và sau đó thì cô đưa đưa cho các bạn mỗi bạn một ngọn nến. Sau đó cô đưa cho cô thắt dần từng ngọn nến lên và cô nói với các bạn nhỏ là uh, tình yêu cũng giống như là những ngọn đèn này nó không bao giờ nó ít đi cả các bạn, các bạn càng trao cho nhiều người thì uh, tâm hồn và căn phòng này tâm hồn cũng giống tâm hồn các bạn sẽ càng, sáng, sẽ càng sáng hơn và đẹp hơn chứ nó sẽ không mất đi hay là ít đi chỉ bởi vì các bạn trao đi em thấy rất là tâm đắc với câu chuyện này và em cũng thường xuyên dùng câu chuyện này để để giải thích với bạn nhỏ nhà em về việc là à, tình yêu của mẹ khi mà có em thì không hề dành cho con không hề ít đi mà nói ngược lại nó còn nhiều hơn nữa và có thêm một người nữa yêu thương con Đó chính là em một con thế là bạn ấy thật rất là may mắn là bạn ấy rất là yêu thương em và hai anh em rất là yêu nhau dạ đà, xin cảm ơn cô ạ cảm ơn cô biết ơn cả nhà em xin dạ. uh, chia sẻ ở đây ạ à. <laughs> biết ơn chia sẻ của ní linh hà nếu Linh Hà nay xinh đẹp quá nè Rồi mọi ngu thí Dạ ngon quá ha Yêu thương Yêu thương là nhân Nhân lên yêu thương bằng cách yêu thương Ngay cái chỗ yêu thương đó cả nhà Là nhân là kích hoạt tánh tài đó. Cái chữ nhân đó là vừa là con người Vừa là yêu thương Và cũng là bội tăng Lên tất cả mọi thứ Mà mình đang có Nên là muốn Có bất cứ điều gì thì các cái nhân yêu thương trước rồi sẽ nhân lên nhân lên và bội tăng lên mọi điều trong cuộc sống của mình mọi mong muốn của mình mọi điều mà mình muốn kiến tạo trong cuộc đời này mình nhân lên với người khác cứ mỗi lần trao đi yêu thương thì lại được nhân lên lại được bội tăng lên nên là nhận thức được về yêu thương thì bản thân mình trọn vẹn cái đầu tiên cái đã tại vì không mà nhân lên bao nhiêu cũng bằng không hết nhưng mà chỉ cần có một thôi chỉ cần có một thôi thì thì sao à thì mình bắt đầu mình nhân lên được rồi hình dung không cả nhà chỉ cần một người nữa đến với mình thì mình có bao nhiêu mình sẽ nhân lên được bấy nhiêu ngon không cả nhà nên là càng trao đi yêu thương thì mình càng nhận được nhiều về yêu thương biết ơn chia sẻ của ní linh hà xin mời ní tường vân chưa mở mít mà nói quá trời nói ờ ừ, em chưa à, em biết ơn cô đã gọi tên em em xin chào cô diệu hiền và chào cả nhà à, ở trên kia ồn quá cho nên là em đi xuống dưới đây em chia sẻ Nói chung là cảm giác rất là hạnh phúc luôn cô ơi. Em nghĩ là chắc là giờ do em gieo nhân yêu thương nhiều cho nên hiện tại là em gặp được rất là nhiều yêu thương. À, xong tiếp đó là học được kiến thức ở trong quýt với lại thông qua học với à, tháo hiểu yêu thương thì bản thân mình càng được yêu thương nhiều nữa. Mình à, lúc trước thì cũng yêu thương bản thân rồi à, mình làm rõ được à, cái à, kiểu mà cái thông tin về yêu thương bản thân mình đó cô. trong em nói chung là tự nhiên em cảm thấy vui, hạnh phúc kiểu gì luôn á. Tại vì mình gọi được cái tên đó rồi, xong rồi cái à, khi mà mình gặp bạn đời của mình nữa cũng yêu thương, trân trọng mình. Nói chung là Uh, lúc trước em suy nghĩ là ví dụ như là chồng của mình uh, không chỉ là chồng của mình mà uh, ví dụ như không chỉ là vợ chồng không phải là bạn đời còn là uh, bạn tri kỷ để mình có thể chia sẻ ở nhiều góc độ khác nhau không phải chỉ là là chồng của mình thôi Nói chung là bây giờ em uh, gặp được y chang vậy luôn em cảm thấy là uh, rất là hạnh phúc và may mắn khi mà mình mình uh, mong muốn cái điều đó cô thì bây giờ chồng em cũng vậy hai vợ chồng em kiểu mà không có sở hữu, không, ví dụ như hôm qua cô có nói là lúc đầu mình yêu nhau xong rồi, cái bắt đầu là uh, càng ngày á và bắt đầu tình yêu đó chiếm hữu mình không còn là mình nữa, uh, người chồng sẽ chiếm hữu mình nhiều hơn, mình không còn được tự do quyết định hay là làm gì hết. Nhưng mà bản thân em cảm thấy rất là may mắn vì mình có thể là tự do, độc lập và uh, là chính bản thân của mình mình ở nhà chồng cũng như là mình ở nhà mình gì đó mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ gia đình chồng từ uh, ba chồng và các chị chồng cũng rất là yêu thương mình uh, bên cạnh đó chồng em cũng rất là yêu thương em là do em nghĩ là khi mà em học được rồi em nghĩ là do mình uh, cái nhân mình gieo là yêu thương nhiều cho nên bây giờ kết quả của mình nhận lại được là Uh, tình yêu thương của tất cả mọi người và mọi người xung quanh ở đây cũng yêu mến mình tại vì mình uh, lúc mà thực hành khi mà em biết Phật pháp là em luôn thực hành cái bảy bố thí là mình uh, không ví dụ như mình không có vật chất thì mình sẽ cho đi nụ cười uh, lời nói của mình rồi ánh mắt của mình rồi sự quan tâm của mình đến cho mọi người thì y rằng thì mọi người xung quanh cũng đối đáp lại với mình y chang vậy luôn thì nhưng mà bây giờ mình học được những kiến thức ở trong quýt nữa thì bản thân em cảm thấy là thật sự là vô cùng may mắn khi mà mình biết uh, đến quýt và học được những kiến thức này để cho cuộc sống của mình nó ngon hơn về tương lai ý là hiện tại ngon rồi thì sau này mình càng học càng học thì mình vung bồi cái tri thức kiến thức thì cuộc sống của mình sẽ ngon hơn rất là nhiều hiện tại thì em cảm giác là em rất là hạnh phúc luôn mỗi ngày em thực hành thực hành viết trang cảm xúc xong là buổi sáng em dậy sớm em viết trang cảm xúc xong là cảm thấy là cái nguồn năng lượng ở bên trong mình rất là nhiều nó happy rồi mình làm việc gì mình cũng thấy vui vẻ mình gặp ai mình cũng thấy vui vẻ rồi mình trao cái năng lượng đó cho mọi người thì chắc chắn là mình cũng có phước báo và giúp đỡ mọi người là cười nhiều hơn em nói chung là em cảm thấy rất là may mắn và biết ơn đến tổ chức của mình rất là nhiều biết ơn cô Diệu Hiền và biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ ạ dạ ngon quá ha hiện thực ngon Chúc mừng Tường Vân. Rồi, cần ai có bài học tâm Đắc gì ngộ ra nữa không nè? À, bây giờ chín giờ không hai phút rồi. Hôm nay à, chúng ta sẽ đến một học phần siêu ngon. Nên là cả nhà mình nghe một bài nhạc xong rồi cái mình à, vô bài học hôm nay được luôn. Không? ha cả nhà. Ha. À, cô Trung ơi, cô Trung có thuận duyên xe nhạc cho cả nhà nghe một bài nhạc giúp đỡ dịu hiền quá à? đã có để thì chân xem nhé cô dạ biết ơn cả nhà biết ơn cô Chung ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay, hai cả nhà Như Hiền xin phép được xem màn hình nè Chúng ta đã cùng nhau làm rõ về thông tin hóa của yêu thương, năng lượng hóa của yêu thương Và khi mình hiểu rằng bên trong mình yêu thương đó Yêu thương bản thân là đáp ứng đủ đầy tất cả các nhu cầu cho bản thân mình năng lượng ở bên trong là trạng thái mong muốn kết nối, gắn bó và sở hữu. Khi hiểu là yêu thương bản thân là phải đáp ứng đủ đầy tất cả nhu cầu, sau đó chỉ cần giữ được trạng thái bên trong mình muốn kết nối, muốn gắn bó, muốn sở hữu chính mình thì mình quay về Lắng nghe bản thân áp dụng công thức lắng nghe được, thấu hiểu được thì yêu thương được. vậy thì càng lắng nghe chỉ cần khi mình khởi lên việc ngồi xuống ngồi lắng lại để nghe xem mối quan hệ của chính mình với bản thân đang như thế nào thì cái giây phút đó mình kết nối với chính mình có nghĩa là mình biết đang nghe biết đang nói biết đang thấy biết đang biết những gì đang diễn ra bên trong của chính mình cảm nhận được cái thân của mình như thế nào Tâm tánh tình của mình đang luân chuyển cái trạng thái như thế nào Thì ngay lập tức mình luôn ở trong trạng thái kết nối với chính mình Biết đang nghe, biết đang thấy, biết đang nói, biết đang biết Gắn bó với bản thân Trở thành một cái người bạn đồng hành trọn đời với chính mình Yêu thương chính mình Ở bên cạnh với chính mình Hiện hữu với chính mình Tạo cho mình cảm giác vui vẻ, tin tưởng, an toàn và muốn ở cùng với chính mình. Sở hữu bản thân Khi lắng nghe, khi kết nối được, khi gắn bó được, mình mình trân quý chính mình, á, mình thích chơi với mình lắm, ở cạnh mình mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì mình có một cái quyền và trách nhiệm đó là cho phép mình bảo vệ cho chính mình sự độc lập tự do và hạnh phúc đây vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của chính mình có nghĩa là hạnh phúc là quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cuộc đời này khi mình yêu thương bản thân nên nếu như mình chưa hạnh phúc thì mình có trách nhiệm quay về yêu thương bản thân khi mình muốn hạnh phúc thì mình có một cái quyền đó là quyền được hạnh phúc. Yêu thương bản thân. Hình dung được chỗ này ha cả nhà. Và rõ được rõ được ba cái năng lượng của yêu thương này thì mình đơn giản đơn giản để biểu hiện ra vật chất của yêu thương. Và biểu hiện ra vật chất của yêu thương nếu mà mình học, mình mình nghe các thầy cô cao nhân chỉ điểm cho mình biểu hiện vật chất của yêu thương là chia sẻ là tôn trọng là liêm chính là bao dung mà mình cũng chưa có biết phải làm như thế nào bốn cái này nè thì chậm một chút quay về lắng nghe bản thân mình xem mình muốn cái gì mình muốn cái điều gì trong mối quan hệ với chính mình thì ngay cái giây phút đó mình kết nối mình gắn bó mình sở hữu được chính mình mình lấy lại cái quyền chủ động và chịu trách nhiệm với bản thân mình rồi thì mình đơn giản để có thể chia sẻ tôn trọng liêm chính và bao dung. ý là cái hôm qua em em, em cho chị tập á, ừ. thì ý, ý gì nè, tức là chị yeah. hôm qua cho tập chứ không phải hôm qua cho học mà có nghi vấn, tưởng đâu đang nói mà hôm qua có nghi vấn gì đó đang cần hỏi nhưng mà không phải mừng quá dạ rồi có chị giang chỗ này chị giang có nghi vấn à dạ em chào cô em chào cả nhà à cô em cũng có nghi vấn là như vậy là cô về yêu thương thì mình hiểu là yêu thương là mình dành cái tình thương cho bản thân mình trước tiên để mình yêu thương người khác nhưng mà em á thì trong bản thân mình đó thì em ý thức được tình yêu thương với bản thân nhưng mà em thì lại em sống chung với một cái môi trường sống á mà rất nhiều con người thiếu tình yêu thương nên là đôi khi mình bị những cái năng lượng bên ngoài nó chi phối á cô nó 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 làm mình bị cái cái năng lượng của mình nó đi xuống nhưng mà mình khi mà mình biết mình đi xuống thì mình ý thức mình quay trở về với chính mình thì để mình bao dung an vui với cái nội tâm của chính mình thì cái điều đó em làm được nhưng mà người thân của mình đó cô họ không hiểu cái điều đó và luôn luôn là dằn vặt và trách móc thậm chí kêu là tao từ mày luôn coi như tao không có đứa con nhưng là nói những lời rất là cay nghiệt thật sự ra bên trong mình á thì mình rất thương mình rất thương người thân mình nhưng mà khả năng của mình đó thì mình chưa giúp đỡ được, mình chưa giúp đỡ được thì Liêm chính nội tâm mà nói đó, là nếu mà nói em không có một chút gì mà gọi là là một chút buồn á thì nó không đúng cô, nó vẫn có buồn, nó vẫn có vui nhưng mà quay về đó, thì mình phải làm đầy cái nội tâm mình trước em vẫn biết ý thức là em em cân bằng lại để em không có nghe những cái lời chỉ trích từ người xung quanh nhưng mà cái em muốn muốn hỏi với cô ở đây á là làm cách nào, làm thế nào để mà khi những cái năng lượng của người thân mình á tỏa ra cho mình á mà mình mình không có bị ảnh hưởng và làm thế nào là để mình tại vì khi người thân của em á tỏa ra những cái năng lượng không yêu, năng lượng mà tiêu cực á thì giống như là đóng mình lại luôn và không lắng nghe em một cái gì hết tức là người thân mình mình biết là chỉ muốn nghe những cái điều mà họ muốn thôi mà và mình những cái gì mà mình nói về như em được học như vậy thì em nói thì lại không được thì kêu là học đạo lý cho cố vô mà thế này thế nọ tức là rất là phiền với cô dùng cái từ như vậy thì em muốn hỏi cô là làm thế nào để em có thể uh, thể thể mà um, khơi được cái cái mong muốn ở bên trong của người thân mình đó là cái thứ nhất cái thứ hai là uh, làm thế nào nếu mà em dùng là em không nghe không thấy không biết á thì giống như là mình vô tâm vô tâm với 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 họ và nếu mà mình mình không nghe không thấy không biết là bản thân mình an rồi đó nhưng mà mình an được bao lâu khi mình đang sống ở trong cái môi trường đó là hai cái điều mà em em lăn tăn và em cũng biết là đi theo cái lộ trình này là mình đi theo xuyên suốt để mình nhận được những cái hiện thực từ các anh chị. Nhưng mà cái hiện thực của em á thì nó nó hiện tại là nó như thế. Mà em thì cũng thật ra là sâu sắc là một người con thì rất là mong muốn là làm đó đó cho cha mẹ mình an và vui. Chứ không bao giờ mình muốn là cha mẹ mình có những cái cái năng lượng như thế. Và bản thân em thì là có cái sự mà mất kết nối giữa người thân đó, nó cũng khá là lâu là bốn năm trên cuộc sống này em đã nói là bốn năm em chưa biết yêu thương bản thân em là gì á nên là ngày hôm nay khi em may mắn em được uh, tổ chức quýt là cho em cái điều đó và em hiểu được là em quay về yêu thương chính mình là nó như thế nào khi mà mình lấy được cái chủ quyền bản thân nó hạnh phúc cực kỳ cô à nó 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 cho mình một cái sự chủ động hoàn toàn và mình tách biệt được cái 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 những cái, cái, cái gì ở bên ngoài nhưng đâu đó người thân mình thì là mình thật sự mà mình không có không, không giúp đỡ được. Đôi khi mình nói với với người bên ngoài thì họ tiếp nhận dễ lắm cô ạ. À. Thì cái đó là cô nói là với lắng nghe thì mình mới kết nối được đó cô. Thì thì đâu đó chắc là em cái khuyết lắng nghe giữa người thân của mình nó vẫn còn. Và đôi khi em nhìn sâu biết mình có tham tưởng gì ở người thân mình hay không. Để thưa cô là để cô cho em ghi vấn rõ ở chỗ này cái được không cô? Cảm ơn cô. À. Tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Dạ. tự hỏi rồi tự trả lời luôn là mình lắng nghe dạ. người thân chưa hay mình mắc nói? <laughs> mắc nói dạ chắc có khả năng là em không chưa lắng nghe được người thân của mình đó rồi cái câu hỏi vừa mới hỏi luôn đó là cái gì đó Tức à, là, mình... là mình giúp làm thế nào để giúp đỡ người thân của mình à, mà dạ. là mình đã mong muốn người dạ. thân dạ. đổi chưa mình đã thấy mình dạ. muốn đổi người thân rồi nên muốn giúp đỡ nhưng người dạ. thân mà đâu có cần giúp đỡ gì đâu họ họ yêu thương bản thân họ có sẵn chỉ dạ. là chỉ là sao chỉ là vì mình mình còn nhìn thấy còn nhận thấy còn cảm thấy một hiện thực gì đó dạ. là do mình đã rõ hình, oh, đã rõ hình, yeah. hình yeah. và tần số của mình tương đồng với điều đó nên mình yeah. còn thấy, cảm thấy nhận thấy nên nếu như yeah. mình vẫn còn thấy là mình không kết nối được với những người thân yêu thì thực ra yeah. không phải là mình không kết nối yeah. được với những người thân yêu mà mình đang không kết nối được với với chính bản chính thân mình yeah. vậy thì mình quay về mình kết nối với chính mình trọn vẹn mình chủ động và chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình chứ không Yeah, có người khác. yeah chị gian nắm được chỗ này ha nhanh, 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 nhanh. Yeah. Khi mình lắng nghe được thật sự mong muốn của mình Đó là người khác Họ tốt hơn Họ ngon hơn Họ lắng nghe mình Vậy thì mình lắng nghe họ chưa yeah. Làm rõ mong muốn của mình Sau đó Mình muốn cái gì Thì mình chủ động chịu trách nhiệm Để có được cái hiện thực oh. đó Thì cần khái niệm gì Cần thông tin gì Cần tích tạo phước báu, công đức, phước đức. Chỗ nào? Dạ. Dạ. Ở chỗ mình trước đã. Và người thân của mình, mà để người thân của mình nói là ăn học như vậy, mà họ không cảm nhận được sự chuyển hóa của mình. Thì dạ. mình nói cái gì, họ nghe không? Họ không nghe. Nên thay vì cứ cứ để cái nghi vấn đó là làm sao để giúp người này làm sao để giúp người kia thì hãy quay về lắng nghe kết nối gắn bó sở hữu với chính mình để làm sao mình sở hữu một cái bản thân mà ở đó giá trị sống của mình được nâng cao chất lượng cuộc sống của mình nâng cao cảnh giới cuộc sống của mình là cảnh giới cuộc sống mà những người xung quanh mình họ khát khao có được dạ yeah. thì lúc đó họ tự động lắng nghe mình yeah. còn mình mình vẫn còn chưa có được những cái điều đó thì quay về sở hữu bản thân nè chủ động chịu trách nhiệm về tham và tưởng của mình ai yeah. mà yêu thương bản thân ai cũng đang sở hữu bản thân mà nhưng mà vì họ không có được họ không cảm nhận là được họ không có cái nguồn yeah. năng lượng đó bên trong nên họ thiếu yêu thương vậy thì việc của mình không phải là là làm cái gì cho họ mà là để họ yên ở yên của họ đi yeah. tôn trọng cho họ quyền và trách nhiệm đối với độc lập tự do hạnh phúc của chính họ và mình yeah. quay về quay về làm cái chuyện của mình đó là chủ động chịu trách nhiệm về tham và tưởng của mình mình trở thành một người có trí tuệ như thế nào có tâm thái ra sao có nhân cách kiện toàn có phẩm chất ưu tú có năng lực xuất chúng. Dạ. Yeah. Có thể chất. Có vật yeah. chất. Ngon không? Một người mà có bảy sự giàu tàn diện đó thì mình là ánh sáng. Mình không cần làm gì hết, mình chỉ cần hiện diện yeah. thôi thì những người thân yêu của mình họ đã sáng rồi. Còn bây giờ mình mình muốn ba mình sáng lên, mình muốn mẹ mình sáng lên, mình muốn những người thân yêu của mình sáng lên, nói lời ánh sáng lên mà mình rồi sáng mình chưa đủ sáng mình chưa đủ sáng mà mình còn còn yêu cầu là mọi người ơi sáng lên đi sáng lên đi thì lấy cái gì mà sáng mình không có cái ngọn đèn đầu tiên để đi thắp luôn à. nên là quay về thắp sáng mình lên rồi thuận duyên tạo môi trường tạo bối cảnh để mình ở đâu thì ở nơi đó họ nhận được những người xung quanh mình á họ chỉ cần nhận được ba nguồn năng lượng thôi đó là an vui bao dung trân trọng biết ơn chỉ cần làm được ba cái điều đó đối với tất cả những người thân yêu mình thôi còn lại mong muốn người ta tốt hơn thì người ta phải muốn người ta làm còn mình muốn mình chứ đâu liên quan gì tới người ta cái duy nhất mình có thể làm là tạo điều kiện tạo bối cảnh và điều kiện bối cảnh tốt nhất để kích hoạt tất cả những nghiệp thức nghiệp duyên nghiệp quả tốt đó là nguồn năng lượng của an vui bao dung trân trọng biết ơn mình tập trung quay về làm chuyện đó được không dạ cô nói em hiểu ạ dạ. em nhận được những cái gì cô cô, cô chuyển giao dạ. à, mà có có cái một một vấn đề này nữa là cô là như vậy là những cái gì mà hiện tại cái hiện thực mình đang có là phù mình... hợp với chính mình nhất rồi đó và dạ. mình xứng đáng nhận những cái điều đó rồi đó dạ. nên nếu còn... như mình không mình cảm thấy là những cái này mình không còn muốn nữa vậy thì mình muốn cái gì mình quay về mình nuôi dưỡng cái nhân của mình á, có nghĩa dạ. là mình muốn cái khác thì cái khác đó, đó cần có cái nhân gì thì bồi dưỡng nhân cho mình thì dạ. cái khác sẽ tới. Dạ. Như dạ. 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 vậy là mình cái cái em vẫn cứ nghĩ là cái công đức phước đức nó nó quan trọng. Dạ chính xác. Còn... Nên là mình nó quay về bồi nhân. Thân. Bồi dạ. nhân là làm gì? Là rõ hình, rõ khái niệm tạo công đức, tại vì khi mình, mình muốn dùng được cái ánh sáng thì mình phải có công đức thức đức thì mình cái ngôn ngữ ánh sáng của mình nó mới rõ nữa cô ạ. À. Dạ. Em 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 nhận thấy điều đó nữa. Tại vì bản thân mình dùng từ ánh sáng nhưng mà dạ. à, những cái gì mình là ánh, ánh sáng của mình nó thuộc về tầng ý thức thôi, nó chưa thuộc về thần thuộc tầng tâm thức đó, thì cái ánh sáng đó nó cũng còn là cái gượng gạo á em nhận thấy như vậy. Thì cái người đối diện họ cũng sẽ không cảm được cái nguồn năng lượng ánh sáng dạ. đó thì không biết em em nghĩ như vậy có đúng không cô thử đi dạ giờ mình làm thử đi dạ chứ mình hỏi rồi vì mình dạ. đang có nghi vấn là không biết cái đó làm được hay không thì giờ dạ. thử làm đi là biết được hay không chứ hỏi người ta được hay không rồi lỡ dạ. người ta nói em không cái mình không dạ. làm <laughs> rồi sao rồi người ta nói được rồi mình cũng không làm thì mình cũng đâu có vậy thì chỉ có một cách thôi là thử để biết trải nghiệm dạ tri thức mình được đón nhận mình có hai quyền lựa chọn yeah. dùng thì có sự chuyển hóa hạnh phúc hơn không dùng thì y như mình ở hiện tại dùng mà không có hiệu quả cũng y như mình ở hiện tại yeah. nên chỉ có hai con đường một là y như vậy đó hai là ngon hơn giờ mình chọn cái gì thì mình làm thôi yeah. ok cô dạ biết đó thời gian dạ bây yeah. cô Đừng quan trọng là nhận thức hay ý thức. Bởi vì nhận thức là trạng thái nội tâm của mình nói tới mình cân bằng là có nhận thức rồi. Nhưng mà để mà mình có hiện thực một cách bền vững thì mình phải rõ hình rõ khái niệm nữa. Nên là cuối cùng quan trọng là gì? Nhận thức hay ý thức? Thì mình đều đi làm rõ hình rõ khái niệm thì nó mới là hiện thực của mình. Hình dung không cả nhà? Chứ rồi nói trời cái đó không phải nhận thức mới ý thức à. Rồi biết chừng nào mới có hiện thực nhưng mà có nhận thức là có hiện thực nên mình chỉ cần đơn giản rõ hình rõ khái niệm rồi mỗi ngày mỗi ngày mình nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại tích tạo phước báo đối với những cái điều mà mình đang mong muốn đó thì rồi mình sẽ có hiện thực cái mình mong muốn cuối cùng không phải là có nhận thức mà mình muốn có hiện thực vì thì để có hiện thực tôi cần cái gì ha à. tập trung vào điều mình muốn làm mình đang chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình và chỉ có bản thân mình mới rõ mới rõ mình muốn cái gì thôi người khác không rõ người khác rất rõ mong muốn của họ và niềm tin bản thân đồng thuận con người chỉ cần nhớ đúng một câu đó thôi xây dựng niềm tin bản thân bên trong mình có nghĩa là mình có hình ảnh gì mình có khái niệm gì sau đó qua thời gian nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại cái hình ảnh những thông tin mình có đó tìm được sự đồng thuận ở nơi con người trong quá trình đó là quá trình mình tích tạo phước báu đó chỉ cần có một người đồng thuận thôi là coi như mình có hiện thực bởi vì niềm tin bản thân là hình ảnh và thông tin mình có rồi chỉ cần một người đồng thuận có nghĩa là họ nhìn thấy được cái hình mình thấy họ có được thông tin mình chuyển giao họ đồng thuận với mình là tần số rung động năng lượng của mình tương đồng rồi đó là hiện thực được xác lập chỗ rõ hình là mình tìm ai có hiện thực mình hoan tập hoan tập nghe thấy nói biết tìm ai có hiện thực là một cách tìm những người có hiện thực để hoan tập là một cách tham gia các lớp học để mình làm rõ khái niệm là một cách nghe chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của mọi người là một cách để huân tập hình ảnh. Và thông quá trình đó mình đang làm rõ, làm xuyên đó đó. Là mình đang tích tạo phước báo luôn đó. Đơn giản không? Biết ơn chị Giang. Hết chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra rồi. Mà lại có nghi vấn rồi. Có ba cánh tay luôn. Ngon quá vậy. Là có định học tiếp không? chú tộc với lại chị đặng thị hoa nguyễn thị thanh là đang muốn nghi vấn hay là chia sẻ hiện thực nếu như có à, nghi vấn thì ơi, mình làm rõ cô, cô, cô ơi em em muốn chia sẻ hiện thực một phút thôi cô ạ bởi vì nếu như mà không chia sẻ thì không thể hiền lòng biết ơn và không chia sẻ thì thì đúng là thôi cô, cô, cô cho em nói ngắn thôi cô ha em em xin phép 3 phút thôi còn nếu như xanh một 3... phút bây giờ đã tăng thành 3 phút rồi. <laughs> cô ơi phần. À, bởi vì là cái phân cô nói là chà mẹ em quả cô ạ. À, trước đấy trước đấy khi mà chưa biết đến cái à, tri thức của quýt á thì em à, luôn luôn là đi theo ngược cô ạ, đi toàn là đi ngược. À, ví dụ như chẳng hạn như là em mặc dâu em vẫn biết được rằng là mình phải có độc lập về tư tưởng này, à, mình độc lập về nghề nghiệp này và đặc biệt nữa mình đọc là về tài chính à, nhưng mà biết về nhưng mà toàn đi ngược quá à, chính vì vậy mà nó rất là nó không thông dòng trong, trong 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 cuộc sống và em này luôn luôn tập trung vào 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 vấn nàn à, có nghĩa là lúc nào cũng loay may để đi xử lý cái cái vận nàn thôi nhưng mà rất là biết ơn thầy khi mà thầy bảo rằng à hãy thắp sáng bảy ngón đèn và khi chưa thắp sáng được á thì hãy thắp cái ngón đèn trí tuệ và khi mà thắp thẳng lên rồi thì bóng tối nó từ biến mất và đúng là trời ơi, em thấy nó đơn giản vô cùng luôn trời ơi, một cái bài toán nó đơn giản mà bấy lâu nay em cứ loay hoay loay hoay đi làm và và cuối cùng là nó nó lúc nào con người mình nó cũng cũng cảm thấy là có vấn đề dạ yeah. thế thì đặc biệt là khi mà cô nhắc đến cái vấn đề sở hữu có à, cái, cái cái vấn đề mà nhu cầu có và cái nhu cầu con người ta ai cũng mong muốn đó là cái nhu cầu được quý trọng nhưng mà em thể hiện cái sự quý trọng này nó không đúng. Chính vì vậy em mất đi cả cái mối quan hệ chất lượng. Bởi vì sao ạ? Con người ta chỉ cần xin lỗi họ nếu như mình làm sai. Mà nếu như mà ví dụ nếu như cái từ xin lỗi nó khó nói quá. Thì đôi khi tao cho nhau một nụ cười. Hoặc là chỉ cần nói với nhau ồ. cảm cho mình nhé hết. Là cái người kia người ta sẽ buông xuôi. Nhưng mà tại sao em lại không làm được điều đó Và cứ im lặng thôi Cứ nghĩ là thôi im lặng đi Nhưng mình càng im lặng thì cái mối quan hệ của mình càng ràng nứt đó. Và một cái điều tuyệt vời Khi mà em học học uh, Càng học á, thì cái mức độ chuyển hóa của em Thấy là thiền thức mỗi ngày luôn Đó là em đặc kết nối được Với các con trong gia đình Đó là một cái đó là một cái đội nhỏ rất đặc biệt đó Và em rất là thích cái bài học của các thầy cô truyền giao đó là hãy thu hút đừng tìm kiếm và hiện tại em là đã được thu hút mọi người và điều đặc biệt là ở đây thì à, khi mà em quảng bá cô ồ oh, lúc đầu thì em thấy đơn giản của anh ô oh, cái học này hay quá thì em đi quảng bá chứ em chưa biết hiểu được là à quảng bá là 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 nhắc mình là, 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 là cái, cái cái mà mang lại lấy cho mình em thấy mình thấy hay quá thì mình chia sẻ thôi chứ không có nghĩ ra là đó là mình quảng bá nhưng sau này mới biết được rằng đó là mình quảng bá và cô biết không ạ à, bây giờ thì hiện tại thì ngày mai là em sẽ có mặt ở ở ở, ở, ở Bình Thuận. Lúc đầu là hai người, nhưng bây giờ đã là bốn người. Và và đã là bốn người thì buộc lòng em phải xuất hiện. Và em hôm qua là rất là biết ơn cô lời, rất rất là biết ơn, ơn cả cô ở trong ban tổ chức ấy, đã mở link cho em, đã được đăng ký, em là người đang đăng ký sau cùng. Dạ, yeah, em rất là biết ơn cô. Dạ yeah, thôi để dành thời lượng để cho cô chia sẻ bài, dạ biết ơn cô ạ. Dạ, yeah. <laughs> yeah, rất là biết ơn hiện thực của chị Bình. Chúc mừng hiện thực gia đình. Thực. Đi học tập mà đi cả gia đình thấy ngon không cả nha? Mình yeah, à, cô em đi với hai người con ruột, một người con gái và một người con trai. Dạ, yeah, diễn và, và có hai hai công sư, tức là có có hai công sư trong doanh nghiệp của mình nhé cô. Vậy là năm thành hai là em em nghĩ rằng là người ta đã đang là 3 đỉnh một tức là cho, em, cho phải em nói từ bóng tối của địa phương em một tí nha tức là cái này là ba đánh một thì không trột cũng que <laughs> <laughs> nhưng mà nhưng mà em đi với đoàn của em gồm một 5 người thì chắc chắn rằng cái sức lan tỏa cái, cái, gọi là cái cái, cái cái sức hút của mình sẽ chạm đến ai đó thuần duyên dạ yeah, em biển cô ạ à. dạ yeah. thật quá người phụ nữ phước báo chúc mừng chị và biết ơn chị đã có mặt ở đây để dạ yeah, em, em người thân yeah. yêu thu hút đồng đội của mình đón nhận tri thức này dạ yeah. em yeah. xúc động nội tâm lắm đó cô trời ơi cũng rất là xúc động nội tâm mà nghĩ rằng ô mình có phước báo hò và đón nhận cô ạ mà và em nghĩ rằng là khi mà mình nhận tri thức của thầy quá tuyệt vời á thì nếu như mình chỉ dừng ở hai chữ biết ơn thì nó không giải quyết được cái gì cả chính vì vậy em luôn luôn quảng bá mà em quảng bá đến rất là nhiều người nữa rồi cô và đặc biệt là em quảng bá để cái cộng đồng của em nữa à, chứ không phải là chỉ có trong cái doanh nghiệp của em đâu và hiện nay thì các bạn trong doanh nghiệp của em và các bạn trong cộng đồng mà doanh nghiệp của em cô thì họ ảnh hưởng đến cái, cái tức là cái sức lan tỏa của em á. tức là hầu như sáng nào mà đọc sách họ cũng bắt em nói và em nói thì em lại nói những cái lời đạo lý của quý và luôn luôn hướng tới là mình chỉ cần có hai mình chỉ cần quản trị hai cái thôi một niềm tin bản thân hai lắc tạo sự đồng thuận của con người và đương nhiên nếu như mình muốn tìm sự đồng thuận của con người thì mình luôn luôn nhớ mình hãy tin những điều mình tin và họ sẽ hoài nghi những gì họ, họ hoài nghi và một ngày đẹp trời thì họ lại từ cái hoài nghi của họ họ thì quay lại tin mình đó là điều chắc chắn dạ yeah, em biết cô ạ à. dạ yeah, em nói nhiều anh hưởng đến chạy cho bạn cô cô dạ yeah, em biết cô <laughs> thế vậy sao có cái hình hay quá vậy biết ơn chia sẻ hiện thực của chị thanh bình dạ yeah. dạ yeah. nhiều khi bài học quý giá nhất là nằm ở học viên chứ không phải ở người chia sẻ đó là rất là biết ơn chia sẻ của chị ha dạ yeah. cho phép chia sẻ thì có nghĩa là có chia sẻ hết giờ thì cũng phù hợp nên là cả nhà mình thoải mái không có thấy là mình đang lấn thời gian học tập mà một khi mình có một cơ hội được nói thì bởi vì có ai đó đang cần nghe và khi mình có mình mình có cái nhận thức đó thì mình trân quý cơ hội được nói và mình sẽ nói ra những điều có giá trị hình dung môn cả nhà người nghe thì trân quý người nói người nói thì trân quý cơ hội được nói trân quý những người đang lắng nghe cái điều mình nói thì nó ngon nhiều lắm. Nên là không có ai lấy thời gian của nhau hết mà rất là trân trọng và biết ơn thời gian chúng ta có mặt, cái sự hiện diện của mình dành cho nhau. Có phải hơi bé một xíu không? Cả nhà có nghe hơi bé không? Chời đúng rồi ạ, à. hơi bé nhưng vẫn mà, mà vẫn nghe tốt quá Hơi bé hả? À? Chắc là giọng hôm nay nói bé hơn so với mấy bữa. To lên rồi hả? À? Sao hay quá vậy? Biết ơn, biết ơn cái dạ rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với học phần đó là biểu hiện vật chất của yêu thương hai cả nhà sau khi mình biết yêu thương bản thân là đáp ứng đủ đầy tất cả các nhu cầu nè mình biết trạng thái mong muốn kết nối gắn bó sở hữu là nguồn năng lượng bên trong của yêu thương vậy thì khi kết nối khi gắn bó khi sở hữu mối quan hệ dù là với bản thân hay với người khác thì vì mình rất là thấu hiểu kết nối mà gắn bó mà sở hữu mối quan hệ tốt đẹp mà nên mình quay về khởi lên cái mong muốn của yêu thương tầng bậc một đó đó là mình tạo lập giá trị đó là mình yêu thương mà mà mình hiểu rằng cội nguồn cuộc sống từ mình và mình yêu thương người ta một cách vô điều kiện hình dung luôn cả nhà và mình yêu chính mình vô điều kiện luôn bởi vì mình đã kết nối được gắn bó được sở hữu được chính mình rồi và mình biết mình phải chủ động chịu trách nhiệm làm tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho chính mình bản thân mình xứng đáng được yêu thương được hạnh phúc như vậy đó được độc lập được tự do được hạnh phúc đó vậy thì mình cần làm biểu hiện ra là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về biểu hiện đầu tiên của yêu thương ha cả nhà đó chính là chia sẻ vậy thì ngục người yêu thương bản thân khi chia sẻ thì họ chia sẻ cái gì khi chia sẻ thì họ sẽ chia sẻ cái gì họ chia sẻ cái gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chia sẻ mình cũng cùng nhau đi làm rõ về thông tin về chia sẻ. Năng lượng của chia sẻ là gì và biểu hiện của chia sẻ là gì ha cả nhà? Thông tin, năng lượng và biểu hiện vật chất của chia sẻ. Chia sẻ là một hành động đúng không chia sẻ là một hành động là một hành vi hay là một biểu hiện chia sẻ thì có thể diễn ra trong mọi hoàn cảnh chia sẻ vật chất chia sẻ phi vật chất chia sẻ tài chính chia sẻ sự đồng hành của mình cũng là chia sẻ thời gian của mình cũng là chia sẻ vậy thì khái niệm chia sẻ là chia sẻ cái gì chia sẻ cái gì vậy thì mình biết yêu thương bản thân là đáp ứng đủ đầy tất cả các nhu cầu xong mình muốn kết nối muốn ăn bó muốn sở hữu vậy bây giờ biểu hiện ra là sao ta biểu hiện ra là tình yêu thương chia sẻ ba lô cuộc đời mình lắng nghe những cái mình thích mình ghét những cái mình sợ à, biết ơn các anh chị đang phối hợp trong khung chat mình chia sẻ cái gì vậy thì muốn chia sẻ thì thông tin bên trong của người chia sẻ họ có thông tin gì mà họ chia sẻ với người khác năng lượng bên trong là gì thì có thể đơn giản để chia sẻ với người khác và biểu hiện ra mình nhìn thấy biểu hiện vật chất của chia sẻ mà cảm nhận thấy yêu thương là gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ha thông tin hóa của chia sẻ chia sẻ là hành vi ngôn ngữ phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến việc cùng hưởng lợi ích hoặc cùng chịu tổn thất về cả mặt vật chất lẫn tinh thần với đối tượng được yêu thương đối tượng được yêu thương ở đây bao gồm cả bản thân hoặc là những người trong gia đình trong tổ chức trong xã hội chia sẻ là hành vi ngôn ngữ hoặc là phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến việc cùng hưởng lợi ích hoặc cùng chịu tổn thất hành vi hành vi <laughs> ghi hai chữ hờ rồi chia sẻ chia sẻ thông tin nè năng lượng nè vật chất nè cô giúp em chậm một xíu để ghi chép cho kịp đúng không chia sẻ là hành vi hành vi Ngôn ngữ Pi ngôn ngữ Pi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến việc cùng hưởng lợi ích cùng chịu tổn thất. cùng chịu tổn thất về cả mặt vật chất lẫn tinh thần tinh thần đối với đối tượng được yêu thương biết ơn chị phương lan đã đánh do đánh máy lại cho cả nhà mình trong khung chat nè biết ơn vi hạ chia sẻ là hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ của một người nhằm hướng đến việc cùng hưởng lợi ích hoặc cùng chịu tổn thất về cả mặt vật chất lẫn tinh thần đối với đối tượng được yêu thương đối tượng được yêu thương là chính mình đó và người mình được yêu thương mình yêu thương người nào thì người đó là đối tượng được yêu thương vậy thì nếu như mình yêu thương bản thân thì bản thân mình chính là đối tượng được yêu thương ha. nên đối với chia sẻ không phải chỉ có ngôn ngữ không phải chia sẻ là nói ra hình tướng là thường mình nói chia sẻ À, giống như chia sẻ lớp học là mình nói mình quảng bá mình chia sẻ tri thức là mình nói về tri thức trong lớp học nên là nói tới chia sẻ người ta nghĩ tới nói nhưng không phải mà chia sẻ là một hành vi ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ và chia sẻ thể hiện cái sự kết nối là mình sẽ cùng hưởng lợi ích hoặc là cùng chịu tổn thất giữa những mối quan hệ bản thân mình đối với đối tượng được yêu thương và điều này không dừng lại ở mặt vật chất mà còn ở cả tinh thần nữa nghe giống đồng cảm nếu như ở góc độ tinh thần chia sẻ là đồng cảm có nghĩa là chỉ cần ngồi lắng nghe người khác thôi là đã là chia sẻ rồi đó Ngồi lắng nghe người ta thôi, cái sự hiện diện của mình thôi, mình chia sẻ cho người ta nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn của mình đó. Nên là khi mà mình có được cái biểu hiện, có được cái nguồn năng lượng ở bên trong mình yêu thương bản thân thì sự hiện diện của mình mình đã chia sẻ cho người khác rồi. Nên là chia sẻ đối với yêu thương diễn ra có thể diễn ra trong mọi hoàn cảnh, mọi bối cảnh. Từ vật chất đến tinh thần, từ sức khỏe đến tài chính, từ tâm từ nội tâm bên trong đối với sự chứa đựng từng con người đều có hết rồi vậy thì năng lượng của chia sẻ là gì năng lượng hóa đó là cảm nhận đủ đầy bên trong về tài về sắc về danh về thực về thùy cảm nhận đủ đầy cảm nhận đủ đầy. Đây là nguồn năng lượng của sự chia sẻ, mà là biểu hiện vật chất của yêu thương nha cả nhà. Nên đôi khi mình nhận sự chia sẻ, nhưng cái người chia sẻ cho mình mà họ không có sự đủ đầy ở bên trong họ đó, thì mình cũng không cảm nhận được yêu thương. Nếu như mình không có sự đủ đầy, thì mọi lời nói đối với chính mình mình cũng không cảm nhận được thì lúc đó hình tướng là mình hay thấy là em dùng ý thức để em khen ngợi bản thân em dùng ý thức để em làm cái việc gì đó mình hay nghe chia sẻ vậy đó chứ không cảm nhận được năng lượng là bởi vì không có được cái cảm nhận đủ đầy này khi chia sẻ nè và cái trạng thái đủ đầy này thì cả nhà mình đã được cô hoàng anh cho mình công thức rồi đúng không cả nhà mình nhận được công thức của sự đủ đầy rồi và bây giờ cả nhà đang có nguồn năng lượng của sự đủ đầy chưa luôn luôn cảm thấy mình đủ đầy chưa và đủ đầy ngay cả khi mình chưa có đầy đủ thì mình vẫn đủ đầy chứ không phải đợi tôi có cái này có cái kia rồi tôi mới đủ đầy mà đủ đầy là một trạng thái nhận thức bên trong nội tâm chính mình Dạ, cấp học mấy buổi trước, mình nghe lại ghi âm. Bởi vì chỉ khi bên trong mình có trạng thái đủ đầy thì cái quá trình chia sẻ của mình trước, trong và sau cái quá trình mình chia sẻ đó mới tạo ra giá trị thực. Người ta cảm nhận được nguồn năng lượng cho mà cảm thấy thiếu thì làm sao người khác dám nhận? hình dung chỗ này ha nên là nếu như bên trong mình mình có một cái nguồn năng lượng có một cái sự cảm nhận đủ đầy á thì bản thân mình mình thấy được cái sự hiện diện của mình mình thấy được là mình đơn giản để tạo ra sự tích cực trong môi trường mà nơi đó có mình chỉ cần mình có mặt ở đó thôi thì mọi người xung quanh họ đã cảm nhận được cái nguồn năng lượng của an vui bao dung trân trọng biết ơn rồi chưa làm gì hết sự hiện diện của mình thôi người ta đã cảm nhận được rồi vì cái trạng thái đủ đầy ở bên trong đó đó chính là nền tảng của an vui bao dung trân trọng biết ơn mà mình còn có cảm nhận đủ đầy về tài về sắc về danh về thực về thùy có nghĩa là mọi tham và tưởng của mình 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 đều thấy mình đủ đầy rồi. Ngon ngon. Và điều này góp phần làm cho cái sự chia sẻ biểu hiện vật chất ra trở nên trọn vẹn hơn. Cho mà trước khi cho, trong khi cho, sau khi cho, mình đều cảm thấy mình rất là đủ đầy và hạnh phúc vì được làm điều đó. Vậy thì biểu hiện ra biểu hiện ra nhìn thấy của chia sẻ đó là gì đó là lắng nghe ham và tưởng của bản thân đầu tiên là lắng nghe ham và tưởng của bản thân biểu hiện vật chất của việc chia sẻ là lắng nghe và lắng nghe cũng là chìa khóa của yêu thương nên một người cho phép chia sẻ với chính mình cho mình lắng nghe bản thân để biết được mình đang có tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực hay về thùy thì khi đó mình mới chủ động chịu trách nhiệm được với tham và tưởng đó mình lắng nghe mình kết nối mình gắn bó với chính mình hình dung luôn cả nhà nghĩa là có thông tin có năng lượng thì tự nhiên biểu hiện vật chất là chia sẻ hiển lộ hình dung được chỗ này không ta ngon không cả nhà hình dung được chỗ này mình cảm thấy Ủa, uh, okay. kia thì ra là đơn giản như vậy chỉ cần cho phép mình lắng nghe chính mình thôi là mình đang yêu thương bản thân rồi đó nên là nhiều khi trong cuộc sống những mối quan hệ xung quanh á, một người mà họ chỉ cần được ngồi bên cạnh lắng nghe người khác thì đó là một cơ hội để yêu thương. Và một người mà có ai đó ngồi yên để lắng nghe họ thì họ đã cảm thấy họ được yêu thương rồi. Nên đó cũng là lý do tại sao mà Diệu Hiền nói là rất thích làm MC rất thích được chia sẻ. Hình dung bây giờ mình đang chia sẻ mà có 190 mấy con người đang ngồi đây lắng nghe. Mình cảm nhận là mình được chia sẻ thời gian, được chia sẻ tâm sức, được chia sẻ cái quá trình chuyển hóa của người khác cho chính mình. Cảm nhận được yêu thương á cả nhà. Chỉ thông qua việc họ hiện diện ở đây với mình thôi là họ đang yêu thương mình rồi có có cái nhận thức đặc biệt này khi mà mình hiểu biểu hiện vật chất của yêu thương là góc độ này nè thì chỉ cần bạn hiện diện ở đó thì bạn đã là một món quà trong cuộc đời của tôi rồi và mỗi người là một món quà quý ha nên biểu hiện của chia sẻ là lắng nghe lắng nghe tham và tưởng của bản thân khi lắng nghe được tham và tưởng của bản thân thì sao thì thỏa mãn. Chủ động chịu trách nhiệm. Thỏa mãn. Nhu cầu. Của bản thân mình. Lắng nghe được tham và tưởng của bản thân về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Thỏa mãn được em vật tưởng của bản thân về tài về sắc về danh về thực về thùy chính là thỏa mãn tất cả những cái nhu cầu của mình đó thì có phải là cố định lại thông tin của những người mà yêu thương bản thân là đáp ứng đủ đầy tất cả những nhu cầu thì là yêu thương bản thân không cả nhà trong một hiện thực hiện thực có cái gì thông thông tin mình biết về hiện thực đó thì đó là góc thông tin đó cố định lại thông tin. Ha. Biểu hiện vật chất của chia sẻ hay còn gọi là vật chất hóa của chia sẻ đó là lắng nghe tham và tưởng của bản thân về tài về sắc, về danh, về thực, về thùy, thỏa mãn tham và tưởng của bản thân về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Dạ. Yeah gốc năng lượng của chia sẻ và gắn bó giống nhau đều là cảm nhận đủ đầy chia sẻ ở đây là mình cảm nhận đủ đầy về tài bên trong nội tâm của mình mình cảm thấy về tài về sắc về danh về thực về thùy cảm nhận nội tâm của mình đó là mình đủ đầy Thì lúc đó mình đi chia sẻ Mình đơn giản để chia sẻ Rồi Biểu hiện khi mình lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của bản thân rồi thì chia sẻ ra bên ngoài. Còn có những hành vi ngôn ngữ, phi ngôn ngữ thì có gì nữa ạ? À? bố thí bố thí cho bản thân bố thí cho bản thân bình thường mình nghe bố thí cho người khác thì nếu như đối với yêu thương bản thân thì chia sẻ với bản thân là lắng nghe thỏa mãn nhu cầu của bản thân và làm bảy bố thí đó cho chính mình đó rồi gì nữa ạ à? xác định được năm ngôn ngữ yêu thương khi lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì biểu hiện ra đơn giản có hai cái biểu hiện đơn giản nữa đó là chia sẻ bảy bố thí với chính mình và hiểu rõ năm ngôn ngữ yêu thương của bản thân là gì xác định được cái điều này nhận diện được ngôn ngữ yêu thương của mình là gì thì đơn giản để giúp mình nhận ra cái nhu cầu cái tham và tưởng đang mong muốn được đáp ứng của mình vào cái thời điểm đó là gì thì mình đơn giản để mình thỏa mãn nhu cầu mình có nhu cầu về ngôn ngữ gì thì mình thỏa mãn nhu cầu về ngôn ngữ đó mình đang có nhu cầu được tạo lập giá trị được tích tạo phước báu được được nhan thí nhãn thí ngôn thí thân thí tâm thí phòng thí tỏa thí mình đang mong muốn điều gì thì mình chia sẻ thỏa mãn cho mình điều đó ngon không cả nhà nếu như mà một người mà nhận được hết những cái điều này biết lắng nghe biết thỏa mãn nhu cầu có nghĩa là quay về kết nối gắn bó sở hữu chính mình, làm rõ ra mình có những cái tham và tưởng gì ở bên trong và chủ động chịu trách nhiệm đối với những cái tham và tưởng đó về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thùy. Bản thân mỗi người tự làm rõ cái này được không? Tại vì tham và tưởng bên trong mình đâu có ai đâu có ai biết, có mình mình biết à. Tự mình làm rõ cái này được không cả nhà? Và trong hành trình yêu thương thì chúng ta có một trải nghiệm mà hôm trước ở trong trong những ngày trước á, thì cô Hoàng Anh có chia sẻ rồi đó là viết ra 200 điều mình mong muốn đó về tài về sắc về danh về thực về thùy mình muốn cái gì mình muốn cái gì mình viết ra lắng nghe xem mình thật sự mình muốn cái gì trong cuộc đời này mình muốn có một gia đình như thế nào mình muốn có một mối quan hệ ra sao mình muốn bản thân mình sức khỏe như thế nào làm rõ hết tất cả mọi hình ảnh đó ra và chủ động chịu trách nhiệm đối với những mong muốn đó đối với bản thân mình thì đó chính là mình đang chia sẻ với chính mình rồi đó dành thời gian để lắng nghe xem mình muốn gì và chủ động chịu trách nhiệm thỏa mãn những nhu cầu đó với chính mình đó chính là chia sẻ đó chính là yêu thương bản thân và trong quá trình mình lắng nghe và mình đáp ứng mình thỏa mãn những nhu cầu đó thì mình sử dụng thêm gọi là công cụ phương tiện đó là bảy bố thí và năm ngôn ngữ yêu thương vậy thì cả nhà có muốn làm rõ mình sẽ dùng bảy bố thí để lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của mình như thế nào mình dùng năm ngôn ngữ yêu thương để lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của mình như thế nào không ạ à? có ha muốn ha muốn nhận muốn hiểu về bảy bố thí đối với bản thân và năm ngôn ngữ yêu thương đối với bản thân để làm gì hiểu về bảy bố thí hiểu về năm ngôn ngữ yêu thương để làm gì để làm gì cái im lặng cũng không biết để làm gì hả ta để tích tạo công đức phước đức để tự đáp ứng cho mình có sự đủ đầy để bám trụ vào bảy bố thí và năm ngôn ngữ yêu thương bám trụ vào để làm cái gì để đáp ứng và để em xin phép rời <laughs> zoom biết phối hợp ghê luôn để kích duyên lành cho ra quả như ý, để yêu thương có sự đủ đầy, để tự yêu thương bản thân mình, để tự đáp ứng đúng cách và có trí tuệ, để yêu thương, để chia sẻ, để tạo lập giá trị cho chính mình và các mối quan hệ, để kết nối sâu sắc với bản thân. Mình học về yêu thương, thì yêu thương là đáp ứng đủ đầy tất cả các nhu cầu. Và yêu thương á, thì cần được thể hiện và nuôi dưỡng mỗi ngày để mối quan hệ đối với chính mình và những người xung quanh của mình càng ngày càng bền chặt hơn, càng thân thiết hơn, tin tưởng hơn thân thiết hơn. Và cách đơn giản mà các cao nhân, minh sư chỉ điểm cho mình các thiện đại tri thức á giúp đỡ chia sẻ cho mình đó là thông qua bảy bố thí và năm ngôn ngữ yêu thương thì mình đơn giản đơn giản để thỏa mãn những cái nhu cầu. Đơn giản để trước trong và sau cái quá trình mà mình chia sẻ Đối tượng yêu thương cảm nhận được yêu thương Thông qua những hành vi ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ Để mình hướng đến là việc mình cùng hưởng lợi ích Hay là mình cùng chịu tổn thất Cả về vật chất lẫn tinh thần Ngon không cả nhà? Diệu Hiền từng nghe một cái câu chuyện của một người bạn trong cộng đồng của mình Đó là bạn kể về người chồng hiện tại của bạn Người chồng hiện tại của bạn rất là giỏi Rất là tài năng Và có sức có sự chứa đựng anh em rất là nhiều Và hiện thực đó là người chồng của bạn hiện tại gọi là đang đứng ở trên gọi là đỉnh cao của vinh quang có tài chính rất là nhiều nhưng mà bạn kể đó là ngày xưa chồng của bạn và chồng của bạn rất yêu thương bạn Và khi mà Diệu Hiền có cơ hội Được tiếp xúc với bạn á Thì bạn chia sẻ đó là ngày xưa chồng của bạn Lúc mà là sinh viên á Là ảnh giỏi lắm, ảnh làm rất là nhiều thứ Ảnh làm Vì giỏi nè, có năng lực nè Và có rất là có trí tuệ Và tâm thái làm cái gì Là làm tới cùng Và bạn nhận ra người chồng của bạn Từ lúc là sinh viên khi chưa có gì đó Đã là một người có rất ý chí tiến thủ rồi rất có trí tuệ rất có tâm thái mà bây giờ học thì mới gọi tên được là chồng mình rất có trí tuệ và tâm thái còn ngày xưa chị thấy ảnh rất là giỏi thôi và sự chứa đựng yêu thương con người của ảnh là rất lớn thì người vợ này cái giai đoạn mà chồng bắt đầu khởi nghiệp với cả nhà không có cái gì trong tay hết xong rồi gây dựng được qua hai ba năm thì gây dựng được một cái sự nghiệp dẫn dắt rất là nhiều con người gọi là kinh doanh hệ thống á thì không có muốn làm 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 riêng nữa làm chung nữa mà muốn đi làm riêng thì khi làm riêng thì lại gặp thất bại có nghĩa là từ một cái người thành công một chút thì mất hết tất cả luôn thì cái giây phút cái giây phút đó cái người chồng đó đã định buông hết tất cả rồi thì người vợ mới nói đó là lúc bắt đầu á anh cũng đâu có cái gì đâu mà anh vẫn làm được ra kết quả mà. Vậy thì bây giờ mình chỉ mất đi cái đoạn mà mình đã tạo ra được và mình trở về cái chỗ mà mình bắt đầu là đâu cũng đâu có gì đâu mà anh còn có em mà. Thì cái giây phút đó hai vợ chồng ôm nhau và và người chồng á chia sẻ với người vợ sau này là nhờ cái giây phút đó mà mà ảnh cảm nhận là ảnh được chứa đựng được yêu thương. Và ảnh cần làm cái gì? Ảnh vật dậy được tinh thần đó cả nhà. Nên là đôi khi chỉ cần mình hiện diện ở đó với người ta thôi. Mình cũng không thỏa mãn được nhu cầu gì luôn đó, nhưng chính cái sự hiện diện, chia sẻ cái sự hiện diện của mình đó không phải cùng hưởng lợi ích mà là cùng chịu tổn thất thì người ta đã cảm thấy mình vô cùng yêu thương người ta rồi và diệu hiền khi nghe câu chuyện của người bạn của mình á, cảm thấy hình như là không phải ai cũng làm được việc đó đâu mình đơn giản để khi hưởng lợi ích á, mình chia sẻ với nhau cái này cái kia nhưng đến khi cùng chịu tổn thất mà ai là người ở bên cạnh mình á, thì thật sự cái lúc đó chỉ cần họ hiện diện thôi họ chưa làm gì hết thì mình đã cảm thấy là được yêu thương rồi vậy thì tại sao bình thường sự hiện diện của nhau ở đây nè mình không cảm thấy yêu thương hình dung không cả nha nên sự hiện diện của mỗi người là một món quà rồi đó mình hiện diện với chồng với con là mình đang yêu thương họ mình có một cơ hội để biểu hiện ra những cái này nè bảy bố thí và năm ngôn ngữ của yêu thương mà ai đó hiện diện với mình thì mình chỉ cần nhìn thấy họ thôi là mình phải hiểu họ hiện diện ở đây với mình là họ đã yêu thương mình rồi đó chứ họ không yêu thương mình họ hiện diện ở chỗ khác có được nhận thức này đặc biệt lắm tự vì có những người chồng đi nhậu mà về nhà mà mình có nhận thức này nè thì chỉ cần chồng đi đâu mà về nhà mở cửa ra bước vô nhà là đã yêu thương mình rồi ngon không nhận thức này ngon không cả nhà chứ không cần người ta làm cái gì hết thì hiểu được cái chỗ này thì yêu thương của mình được nuôi dưỡng hàng ngày hàng ngày và mình chủ động chịu trách nhiệm đối với yêu thương của mình để mình được hạnh phúc thì tất cả những mối liên hệ những mối quan hệ đối với bản thân hay những người xung quanh sẽ ngày càng bình chặt hơn mình trân quý sự hiện diện của nhau đó. Chỉ cần chia sẻ cái sự hiện diện của nhau thôi Đã rất là hạnh phúc và yêu thương rồi Nhưng mà mình hiểu thêm về bảy bố thí Mình hiểu thêm về năm ngôn ngữ yêu thương thì sao Thì lại càng có thêm nữa Không có làm gì là đã yêu thương rồi Mà làm được nữa thì sao Thì càng yêu thương tràn bờ đê Ha Rồi Mình cùng nhau Tìm hiểu thêm chỉ cần hiện diện thôi là yêu thương rồi mà làm được bảy bố thí nữa nghĩa là sáng mình mở mắt mình còn hiện diện với chính mình mình thấy mình còn cơ hội được sống thôi là mình đã được yêu thương rồi đó cơ thể này nè là của mình sự sống này là của mình nè mình đang còn hiện diện nè là mình có thêm một ngày nữa để yêu thương và được đón nhận yêu thương tâm đi theo bồ mà vẫn quay về có mặt với mình là một nhận thức đặc biệt đó cả nhà. Người ta có quyền đi theo bồ luôn mà, nhưng người ta vẫn ở đó với mình. Cái này về việc về việc những mối quan hệ này á thì là nhân duyên trong tổng nghiệp. Hiểu về góc độ nhân duyên trong tổng nghiệp thì ngày đó tháng đó giờ đó nhân duyên của họ đó trong quá khứ trỗi dậy. nhân duyên trong tổng nghiệp trỗi dậy nguyên lý vận hành của tiềm thức đó. Nếu như giây phút đó cân bằng để biết mình muốn cái gì thì hoàn toàn có thể quay lại, có thể làm lại. Nhưng mà mình có cho người ta cơ hội để làm lại không? Nên là khi đón nhận được những tri thức này thì mối quan hệ rất là bình chặt. Cả chồng lẫn vợ đều biết rõ mình muốn cái gì mình muốn mối quan hệ hòa hợp thì mình cần phải làm cái gì làm cái gì để đạt được cái điều mình mong muốn tích tạo phước báu gì còn mình chưa có đủ những nhận thức này thì mình oán trách mình sân si ngày đó tháng đó giờ đó cái việc đó phải diễn ra mà trạng thái nội tâm của mình oán trách sân si thì sao thì càng ngày quả càng bất như ý nên là thay vì mình tập trung vào việc sao người ta không yêu thương mình sao người ta lại đi theo người khác thì mình quay về bản thân mình mình yêu thương mình trước đi mình yêu thương mình đến mức mà người ta chỉ có một con đường đó là nếu như gặp một người nào đó khác dù có trải qua những trải nghiệm gì với người nào đã khác thì người ta cũng nhận ra ngay cái giây phút mà trải nghiệm có một cái trải nghiệm gì đó với ai khác thì ngay lập tức họ sẽ nhận ra là hình như không có cái nơi nào tốt đẹp như mình, mọi trải nghiệm đối với những người khác đều không bằng mình. hình dung môn cả nha. vì mình vì mình an vui mình bao dung mình trân trọng biết ơn vì mình vừa đẹp vừa giàu mà không phải giàu bình thường giàu toàn diện mình có sức khỏe có sắc đẹp mình có trí tuệ có tâm thái có nhân cách có phẩm chất có năng lực có thể chất có vật chất thì sao ạ à? thì mình đã có hạnh phúc tự thân rồi họ chỉ khát khao ước ao được mang đến hạnh phúc cho mình và mong muốn được mình cho cơ hội đón nhận cái cơ hội tạo lập giá trị đó thôi vậy thì mình rảnh gì mà mình đi giữ chồng mình rảnh gì mà mình đi canh chồng rảnh đâu mà mình đi phân bì với lại những người phụ nữ khác hay những người đàn ông khác mình dành thời gian đó để đi làm xiên làm rõ điều mình mong muốn đi đó là mình muốn mối quan hệ hòa hợp mình muốn cái điều gì thì mình đi làm cái điều đó hình dung được chỗ này ha cả nhà đúng rồi mình thu hút đến như vậy Người ta còn phải tranh chỗ với những người khác Để yêu thương mình Cho mình nhận thức đặc biệt như vậy được không cả nhà Còn trong nhân viên tổng nghiệp Nhiều khi cái cô bồ đó họ Cổ còn đến trước mình Tại vì cổ đã được huân tập Cái nghiệp cái nghiệp quả của cái duyên đó đó Quả của duyên đó đó Đã được huân tập từ hàng hà xa số kiếp rồi Đến ngày đó, tháng đó, giờ đó mới trỗi lên. Nên mình hình như không phải người đến trước, mình là người đến sau. Nhận thức này đặc biệt lắm, nếu như hiểu về nguyên lý vận hành của tiềm thức, hiểu về cấu trúc con người. Thì mình muốn cái gì, quá khứ không quan trọng. Mà tương lai mình muốn cái gì thì mình chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình. Thì chỉ có một cơ hội là hạnh phúc thôi không có cơ hội khác luôn chỉ có một con đường là giàu toàn diện thôi không có con đường khác thật là một điều kỳ diệu kỳ diệu thật sự nên đây là những tri thức tuyệt quý cả nhà vậy bản thân diệu hiền cảm thấy rất là biết ơn khi mình được đón nhận tri thức này tự nhiên mình cảm thấy ồ thì ra cuộc đời này đơn giản ghê bao nhiêu điều phức tạp được gói gọn lại trong bốn chữ nội tâm sức khỏe mối quan hệ tài chính mỗi chữ đó cần có những quan niệm gì mình cùng nhau làm rõ và hình như là trong mối quan hệ mà mình làm rõ được hai chữ yêu thương là xong rồi đó bởi vì mối quan hệ cuối cùng quay lại là bản thân gia đình tổ chức và xã hội mà làm được bản thân thì đơn giản để nhân bản ra gia đình tổ chức xã hội ngon không ngon không cả nhà nên đừng có đi lăng tăng những cái điều ở bên ngoài nữa quay về với chính mình đi ha học bảy bố thí làm bảy bố thí cho mình hiểu được ngôn ngữ yêu thương của mình chia sẻ cho chính mình trước đã rồi mình cảm nhận được cái hiện thực đó đó thì đơn giản để mình hiện thực hóa cho những người xung quanh mình lấy hiện thực nuôi dưỡng hiện thực dạ chúng ta đang nói về biểu hiện vật chất của yêu thương hà thiên vũ đó là chia sẻ tôn trọng liêm chính bao dung mà cụ thể là chúng ta đang đi làm rõ thông tin hóa năng lượng hóa vật chất hóa của chia sẻ vậy thì hiểu về thông tin rồi. Có được nguồn năng lượng được chuyển giao hai cái này rồi, vậy thì bây giờ mình cùng nhau làm rõ. Trong quá trình mình lắng nghe mình thỏa mãn nhu cầu của chính mình thì mình mình thực hành đó là dùng bảy bố thí, dùng năm ngôn ngữ yêu thương để mình lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của chính mình về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Vậy thì bảy bố thí gồm có những gì? Thực hành bảy bố thí đối với bản thân. Yêu thương bản thân trước rồi rồi làm cho người khác học bảy bố thí cái mình nghe là bảy bố thí là để tích tạo công đức phước đức cái cuối cùng là lo ham đi tích tạo công đức phước đức lo đi bảy bố thí cho người khác rồi sáng ra đứng trước gương nhìn cái mặt chù ụ có ai vậy không ta hay là bây giờ quan sát mình nhìn mình ở trong cam đi nhìn coi cái mặt mình có đang vui vẻ thoải mái không mình có đang chứa đựng hình ảnh của chính mình không rồi những âm thanh mình nói với mình mỗi ngày đó chính là ngôn thí đó vậy thì mình làm gì với chính mình thực hành bảy bố thí thực hành bảy bố thí đối với bản thân vì hiền xin phép bước ra đóng cái cửa cái nha chị trăm lương có nghi vấn đó là mình thực hiện bảy bố thí cho bản thân mình cũng là đang tích tạo công đức phước đức vậy thì quay lại thực hành bảy bố thí là để mình tích tạo công đức phước đức bởi vì sao muốn cân bằng đời sống vật chất và tinh thần thì mình phải rõ hình rõ khái niệm muốn làm chủ cuộc đời của mình á thì mình phải có nhận thức là có hiện thực muốn có hiện thực thì phải rõ hình rõ khái niệm là biết rồi nè nhưng mà phải tích tạo công đức phước đức nữa chứ học thì giống như nhau hết rồi đó ăn ấy cũng học giống như nhau rồi đó nhưng mà sao có người có hiện thực mà mình chưa có cái nhận ra hình như mình chỉ khác người ta ở một chỗ là người ta có nhiều phước báo hơn mình. Người ta nghe một lớp là người ta có hiện thực ầm ầm luôn rồi, mình nghe hai lớp mà mình núp lùm mình im re, không bao giờ chia sẻ. Cái mình thấy mấy người chia sẻ họ có quá trời hiện thực. Vậy mình có nhận ra là lý do tại sao không? Vì người ta có tích tạo phước báo, người ta cho phép bản thân chia sẻ, chỉ cần mở zoom lên mà mở hiện diện cái cam thôi là có một cơ hội để cười, để được chứa đựng rồi. Xong đứng lên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Nhan thấy không? Nhãn thấy không? Ngôn thấy không? Hình vô môn cả nhà. Nhưng mà mình không có thấy là lớp học của mình là một cỗ máy công đức phước đức để chúng ta cùng vận hành với nhau. Mà mình chỉ thấy là thôi, đi học thôi đi học thôi nghe tri thức thôi tri thức hay lắm mình phải nghe hôm nay nghe ngày mai nghe sáng ngày tối đêm rồi chừng nào có hiện thực thì mình cũng không biết nhưng mình biết là mấy người mà họ chia sẻ đó họ đứng lên họ nói đó là mình biết họ có hiện thực còn hiện thực của mình mình định khi nào sẽ có lớp học là một môi trường để mình vận hành cỗ máy công đức phước đức tri thức rất là ít nhưng tại sao cả nhà quan sát đó là mỗi lớp học của mình mình dành một tiếng đồng hồ đầu giờ để giao lưu với mc để chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ủa có cái lớp học nào mà ngồi giao lưu với mc mà ngồi giao lưu một tiếng đồng hồ chưa hết giao lưu với mc một tiếng xong rồi vô lớp ngồi tiếp tục chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra với thầy với cô có khi thêm tiếng có khi tiếng rưỡi có khi hai tiếng nữa xong rồi chia sẻ có tiếng à rồi hai tiếng còn lại hoặc là một tiếng rưỡi còn lại tiếp tục chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ủa học cái gì mà chia sẻ dữ vậy có ai nhận ra chỗ này không và lý do tại sao mình học ghi âm mình nghe cả chục khóa mà mình không cảm nhận sự chuyển hóa của mình bằng mình tham gia trực tiếp một khóa. Vì chính cái sự hiện diện của mình á mình chia sẻ cái sự hiện diện này. Mình chia sẻ sự hiện diện chính là bảy bố thí đó. Thông qua sự hiện diện của mình, thông qua việc mình có mặt trong lớp học, mình đánh lên khung chat mấy câu thôi mình mở cam ra mình giơ tay mình phát biểu một vài lần thôi thì mình đang hiện diện trong cái cổ máy đó và tại sao mình không làm gì hết nha mình tàu ngầm mình im re tắt cam ngủ cũng chuyển hóa bởi vì mình góp mặt trong 203 con người đang hiện diện trong zoom nè đi vô một lớp học cái người ta thấy trời ơi lớp gì một ngàn người chắc lớp này hay lắm mình phải ngồi lại mình nghe cho hết mới được thì chính cái sự hiện diện góp cái một con số đó của mình á tạo ra một ngàn hình dung không cả nhà nên là vào trong lớp chỉ cần ở trong lớp học thôi là đã có sự chuyển hóa rồi nhưng mà sự chuyển hóa của mình mà mình muốn nhiều thì sao mình muốn nhanh chóng tăng tốc thì sao đơn giản là ngoài việc rõ hình rõ khái niệm thì mình mình tích tạo tạo nhiều thêm chút, tạo lập nhiều giá trị hơn chút, cho phép bản thân mình hiện diện nhiều hơn chút, cho mình cơ hội để mình thực hành bảy bố thí này nhiều hơn một chút. Khi chưa có sự chuyển hóa, thì mình cần phải bám trụ vào một cái gì đó chứ? Vậy thì bám trụ vào cái gì bây giờ? Một nụ cười tươi, một câu khen ngợi, một chút quan tâm, đi khắp thế gian là đã có sự chuyển hóa rồi đó và lớp học của mình một nụ cười tươi làm được không một câu khen ngợi làm được không nghe người ta chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra mình khích lệ mình động viên được không một chút quan tâm ngày hôm nay ai đó chia sẻ mình chứa đựng câu chuyện của họ chứa đựng sự chuyển hóa của họ rồi đi khắp thế gian làm có ba điều đó thôi bám trụ vào ba điều đó để có được sự chuyển hóa đơn giản không cả nhà yêu thương đơn giản như vậy đó rồi quay lại bản thân mình mỗi ngày mình cho mình được một nụ cười tươi mỗi ngày mình cho mình được một câu khen ngợi mỗi ngày mình cho mình được một chút quan tâm như thế nào thì bằng cách đó là thực hành bảy vô thí và một người làm được những điều này thì đời sống vật chất lẫn tinh thần sẽ được cân bằng ngon không cả nhà làm được cái này không? Dạ yeah. rồi biết phối hợp quá trời luôn á hỏi cái là trả lời mà không phải trả lời với lớp học trả lời ở đâu ở ngoài đó, làm người ta lắng nghe mà không nghe được cái gì hết rồi ngon ha hiểu được lý do mình hiện diện trong một lớp học không cả nhà không phải chỉ để mình đón nhận tri thức mà để mình có một cơ hội tích tạo phước báu làm xiên làm rõ những điều mình học trong bối cảnh mình mượn bối cảnh này nè bối cảnh mà người thầy của chúng ta đã tạo ra một cộng đồng tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người được gia cố bằng nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn là một môi trường kích hoạt toàn bộ nghiệp thức nghiệp duyên nghiệp quả tốt đẹp mà mình còn không cho phép Cho cái nhân của mình vào đó Duyên lành đã có rồi đó Mà bản thân mình không cho mình vô Thì quả như ý Ở ngay đây nè chứ ở đâu Cứ đi vòng vòng tìm kiếm Ở đâu làm gì Vào trong lớp học chính là mình đang làm đó Mình đang làm thực sự Mà mình có nhận ra là mình đang làm không Hay mình thấy mình ở đây để mình học thôi Rồi chưa có tiền Nên là cần phải nhảy ra ngoài để làm để có tiền trong khi cái mình thiếu là khái niệm là thông tin là hình ảnh tốt đẹp là công đức phước đức tự vì thiếu những cái đó mình làm hoài đâu có ra quả đâu mà có một nơi để mình đạt được cái điều đó mình không chịu làm mình cứ học hoài học hoài học hoài làm ơn bây giờ mình học và làm ngay tại chỗ này nè mình đang làm đó mình đang tích tạo công đức phước đức ngay giây phút mình đang hiện diện nè mình đang chia sẻ đang thỏa mãn tất cả những nhu cầu của mình đang lắng nghe mọi nhu cầu ở bên sâu tận bên trong của mình ngay giây phút này nè và mình đang làm cái việc đó đó và bước ra ngoài kia mình chỉ đang học lại những gì mình làm ở đây thôi mình cố định lại thông tin thôi có một cánh tay của chị Đinh Thị Hiền mình có nghi vấn gì ở đây ha có nghi vấn thì hỏi làm rõ cái không chia sẻ hiện thực ở chỗ này nha rồi đi ngủ hết hả nói như ru vào tai vậy là đi ngủ hết rồi hả vậy là phải thay đổi cách nói biết ơn Minh Nhật biết ơn chị Nguyễn Thị Nga phải thay đổi cách nói rồi chứ nói mà như ru vô lỗ tai rồi làm sao chị Đinh Thị Hiền ơi mình ra tay là có nghi vấn gì ở đây cần làm rõ hay là sao nè dạ thưa cô đã gọi tên à dạ dạ thưa cô là à, nghe trong chú hay quá cái à, định làm cái 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 cái, cái gì ờ à, trái tim mất khổ cái cái nó hiện cái phương tay, dạ đúng là tổng nghiệp nhất nhớ là mà sắp tới phải phát biểu á con dạ dạ à, à xin phép để cô à, chia sẻ tiếp ạ à. dạ à. thì thì có giờ cho cô cho phát biểu ạ à. dạ dạ cần cô cũng như cả nhà anh nghe dạ dạ dạ. <laughs> dạ rồi cái gì hay mà mình chưa có hiện thực mình không có làm là chưa có hay cái này nhận thức này đã được chia sẻ trong hành trình yêu thương có nghĩa là mình tham gia các lớp học á cái mình trời ơi hay quá hay quá hay quá rồi hiện thực đâu hay rồi hiện thực ở đâu hay mà không có làm trời ơi cái công thức nấu ăn này hay quá ha mà không bao giờ thấy mình nấu cái món đó là công thức đó hay dữ không Trời ơi, cái cô đó, cái thầy đó nói hay quá trời luôn, thích nghe lắm. Rồi nghe hoài, nghe hoài, không thấy hiện thực đâu hết. Là hay dữ không? Nên thôi, đừng có hay nữa. Mình làm đi. Sau khi mình làm, mình có hiện thực. Rồi mình nói. Thì cái đó mới là thật sự hay. Ha. Còn mình cứ nghe mà mình khen hay, mà chưa thấy hiện thực thì phải xem lại là chưa có hay mà chưa hay thì phải hỏi hỏi cho tới khi nào mình gọi là tường minh mình rõ ràng rõ khái niệm rõ hình và mình nhận được hiện thực còn hay mà chưa có hiện thực là chưa có hay khi nào nói em có hiện thực chỗ này rồi biết ơn thầy biết ơn cô biết ơn chia sẻ của các anh chị em trong lớp học. Em đã nhận được hiện thực chỗ này rồi, em có hiện thực luôn rồi. Lớp học đó mới chính thực sự là lớp học hay. Còn lớp học mà kết thúc lớp học một cái học viên cho trời ơi hay lắm hay lắm hay lắm. Rồi hỏi, bao nhiêu người có hiện thực? Dạ chưa có, biết hay vậy thôi, mai là là xong rồi đó. Nên là chúng ta đặt ý khi mình học Dạ, học đi học lại khi nào có hiện thực được. Dạ được. Dạ được. Vì công đức phước đức, mỗi người là mỗi khác nhau. Tri thức là giống nhau, nhưng góc công đức phước đức của mỗi người là khác nhau. Nên có những người, họ cần thời gian để tích tạo. Hình dung không cả nhà? Mình cần thời gian để tích tạo. Vậy thì mình biết là mình muốn có hiện thực. Vậy thì mình tập trung mượn bối cảnh của lớp học để mình tích tạo. Vậy thì lúc này mới quay về Bảy bố thí nè Bảy bố thí Thực hành Không phải chỉ cho người khác Nghe thích tạo công đức phước đức cái ham lắm Thích đi làm cho mọi người Nhưng quên Cái người đầu tiên cần làm Là chính bản thân mình Mà mình làm được rồi Mình nhận được hiện thực của bảy bố thí rồi Thì mình mới Mới làm cho người khác được chứ Còn không là chỗ bảy bố thí hay lắm tôi sẽ lấy bảy bố thí để tôi làm cho người này làm cho người kia nhưng bản thân mình thì chưa nhận được hiện thực của bảy bố thí đối với chính mình thì mình cười với người khác là cười sao mình chứa đựng người khác là chứa đựng sao mình chứa đựng được hình ảnh của chính mình chưa khi nào chứa đựng được mình rồi thì mình đơn giản để chứa đựng người khác nên là chúng ta cùng nhau làm rõ lại một lần nữa về bảy bố thí diệu hiền sẽ không chia sẻ bảy bố thí ở góc độ đó là để tích tạo công đức phước đức mà mình tập trung ứng dụng mình đã nắm được về bảy bố thí rồi thì ứng dụng của bảy bố thí đối với yêu thương và ứng dụng bảy bố thí cho bản thân là như thế nào và mình nhận hiện thực đó để mình ứng dụng với chính mình như thế nào thì hôm nay mình làm rõ đồng ý không cả nhà dạ nếu chưa được làm rõ trên lớp thì mình chủ động chịu trách nhiệm làm rõ 24 trên 7. Mình phải chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình chứ. Còn lớp học là một cỗ máy công đức phước đức mà mình mượn, mình gọi là mượn sức trợ lực á. Mượn sức của cái chúng, của nguồn năng lượng đang có. Mà mình có mặt, mình hiện diện. Mình tham gia như vậy nè. Có ai để ý là mình lớp học nào mà mình mình tham gia mình hào hứng mình chia sẻ mình tương tác thì mình học giỏi hơn bình thường không mình đón nhận được nhiều hơn bình thường không là vì mình làm được cái này nè đó là mình làm được bảy bố thí thực hành bảy bố thí mình cùng nhau làm rõ nha mình làm rõ để mình cố định lại thông tin ai mà đã có hiện thực đó cái mình cố định lại thông tin mình lấy hiện thực nuôi dưỡng hiện thực ai chưa có thì mừng quá ngày hôm nay mình có luôn ha rồi bảy bố thí đầu tiên là gì ạ đầu tiên là gì nhan thí nhan thí nhan thí rồi gì nữa à nhan thí rồi tới nhãn thí nhãn thí rồi tới gì ngôn thí ngôn thí tam thí tam thí hay tâm thí <laughs> tâm thí tâm thí phòng thí thì... Thân tiền hân thí tòa thì và tòa thí tòa thí và bảy bố thí này lưu ý nè không phải chỉ bố thí cho cho con người cái tự nhiên mình quên là đầu tiên phải là cho mình bản thân gia đình ờ tổ chức xã hội ô cha chữ hội <laughs> đây là chữ hội xã hội bình thường mình làm mình làm tốt ba cái sau lắm mà hôm nay mình cùng nhau làm rõ về bản thân hai cả nhà vậy thì nhan thí mình có đang dành tặng nụ cười cho chính mình không nhan thí là bố thí nụ cười hiểu đơn giản là bố thí nụ cười. Vậy thì mình có đang dành tặng nụ cười cho chính mình. Mình nhìn mình, mình có đơn giản để cười với bản thân không? Và nụ cười ở đây, nụ cười ở đây không phải chỉ là đơn giản, mình mở miệng ra, mình cười. Mà cái ánh mắt nụ cười. Nụ cười chân thật, nụ cười từ trong trái tim. Nụ cười mà mình chủ động để mình vui vẻ với chính mình á thì lại quay về cái nguồn năng lượng của sự gắn bó đây nè là mình có cảm thấy bên trong mình mình vui vẻ mình tin tưởng mình an toàn với chính mình không mình có muốn ở cùng với chính mình không nhiều khi ở nhà một mình đi qua đi lại thấy cái mặt mình bất chợt thấy mà ghê hai tuần như vậy không có ai lỡ mà đột ngột á cái mình nhìn mình trong gương mình lướt qua mình trong gương cái mình u trội sao cái mặt mình của nay chù ụ vậy đó soi xét những điểm chưa đẹp hay là lúc nào mình cũng đoan sẵn sàng để thấy cái gương một cái là mình cười thậm chí không thấy cái gương thì mình cũng đang cười mà không phải cười với ai đó mà cười với chính mình á cười với chính mình đó chưa vậy thì bây giờ mình chủ động để chia sẻ với mình nụ cười của bản thân mình đó. mình chủ động vui vẻ với chính mình thì đơn giản để mình gắn kết để mình kết nối và nâng cấp mối quan hệ với bản thân nghe lạ không rồi mình chụp hình ở đây ai có thói quen chụp hình selfie dạ có rồi ai không thích chụp hình ai không thích chụp hình ai rất ngại cầm cái điện thoại lên để đối diện với gương mặt của chính mình mà mình tự mình cười cái mình chụp hình mình cảm thấy cái việc đó nó thật là gượng gạo á tự nhiên đi chụp hình bản thân chụp hình với gia đình chụp hình cây cảnh chụp hình chụp hình hoa lá chứ tự nhiên chụp đưa cái mặt của mình trước mặt mình mà cười với chính mình tự nhiên lạ lùng có ai có nhẹ cảm nhận như vậy không vậy thì mình thử mình thử mỗi ngày thức dậy mình nhìn mình trong gương mình cười rồi mỗi ngày thức dậy mình cầm cái điện thoại điện thoại thông minh hiện tại chắc là ai cũng có ít chắc ít ít lắm người không có điện thoại để chụp hình luôn á đa phần là có vậy thì mỗi ngày thức dậy mình thử mình không chia sẻ với ai hết mình chia sẻ nụ cười với chính mình thôi mình liên tục 30 ngày mở mắt ra tự chụp hình chính mình lưu giữ lại mỗi ngày mỗi ngày cười với mình một tấm và lưu giữ lại cái hình ảnh nụ cười đó của mình á Sau đó 30 ngày mình nhìn lại nụ cười của mình qua mỗi ngày. Ở lúc đó mình xem mình có cười với chính mình được không? Dạ. Yeah. Ngoài cái việc mình nhìn gương. Ngoài cái việc mình nhìn gương. Cho mình thêm một cơ hội đó là lưu giữ lại nụ cười với chính mình bởi vì mỗi ngày mà mình giữ được một nụ cười, mình nhìn thấy được một nụ cười 17 giây á thì mình sẽ kích hoạt được rất là nhiều những điều tốt đẹp đến với mình trong ngày nhưng mà giờ không ai cười với mình không lẽ mình chờ mình đếm rồi mình coi hình người khác cười thôi mình tự nhìn mình cười mở cái điện thoại lên cười chụp chụp cỡ hai ba tấm là 17 giây mình thấy nụ cười của chính mình rồi đó và mình lưu giữ lại hình ảnh đó luôn sau 30 ngày nhìn lại thì chính thức mình sẽ cảm nhận được sự chuyển hóa của mình kinh khủng khiếp Bởi vì khi chưa có sự chuyển hóa thì bám trụ vào một điều gì đó. Và mình bám trụ được một cái đầu tiên đó là một nụ cười tươi. Bám trụ cái đầu tiên. Xong rồi thông điệp truyền tải ngay cái giây phút mà mình cười đó đó. Thì thông điệp mình muốn truyền tải với mình là gì? Mỗi ngày thức dậy, nhìn mình ở trong gương. Rồi mình thấy mình thiệt là dễ thương. Ở trên mạng hay có mấy câu gì đó cả nha. Có ai từng nghe mấy câu đó không ta? Câu gì mà? Dễ thương lắm. Tự nhiên đột ngột quên rồi. Có ai còn nhớ mấy cái câu nói mà mỗi sáng thức dậy tôi thấy mình thiệt là dễ thương. Cái câu gì đại ý như vậy đó. Tôi yêu bạn, cảm ơn bạn. soi gương thấy mình đẹp tự nhiên, tha thứ cho cả thế giới. À, đại loại là những câu nói như vậy á. Nghe cái giây phút mà mình nhìn thấy nụ cười á thì cái gì diễn ra mỗi ngày giờ cả nhà thử nhìn mình ở trên màn hình đi mở cam lên nhìn mình ở trong màn hình xong cái giây phút mà mình cười với bản thân thì cái cái thông điệp gì ở bên trong mình với nụ cười đó cái mình đánh lên công chắc cảm ơn chính mình tươi quá à à sáng dậy cười một cái tự soi mình trong gương trời ơi không tin nổi mình quá là dễ thương trời ơi đúng rồi đó đúng câu mình muốn rồi đó xinh quá à thơ hay thấy mình cũng thiệt là dễ thương cảm ơn vì mình xinh quá trời ơi tự nhiên mình cười lên cái cái có một nguồn năng lượng khác không cả nhà và đó là giây phút mình đang chia sẻ với chính mình đó. Mình đang yêu thương bản thân mình đó. Bằng hành vi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, mình đang chia sẻ tình yêu thương với chính mình. Mình đang đáp ứng cho bản thân một nhu cầu. Mình đang đáp ứng cho bản thân một nhu cầu. Đó là được quý mến, được thể hiện, được kết giao mối quan hệ. Có nhận ra chỗ này không cả nhà? Biểu hiện vật chất của yêu thương Dạ đang ngồi làm báo cáo Mà cũng cười nữa Ngon quá ha Xong rồi vì mình chưa đựng hình ảnh của mình Thì lúc này mình mới bắt đầu cười sao cho đúng cách Cười sao cho hai bên mặt của mình cân bằng Cười sao mà mắt cười Miệng cười Môi cười Mấy nhóm cơ Trên gương mặt của mình đều cười Cười mà cái bụng của mình Cũng cười có nghĩa là vui ở trong bụng á nụ cười của mình phải vui từ trong bụng vui từ trong trái tim hạnh phúc từ trong trái tim và cái biểu hiện ra bên ngoài là biểu hiện của cái sự vui ở bên trong chứ không phải chỉ là cái nụ cười ở bên ngoài thì đó là yêu thương bản thân ngon không cả nhà thì cái giây phút mà chỉ cần có một người xuất hiện với mình nữa thì sao mình biết rằng họ mang một cơ hội nữa để mình tạo lập giá trị để mình yêu thương họ và mình mình cười với họ thì phải là cười từ ở trong trái tim vậy đó thế giới bên ngoài phản ánh những hình ảnh bên trong tâm trí của chính mình nên khi mình chủ động bố thí nụ cười là mình đang kiến tạo lại nội tâm của chính mình cũng như kiến tạo lại nội tâm của người những người xung quanh mình. Ở trong một môi trường mà ai cũng cảm thấy vui vẻ từ tận bên trong với sự hiện diện của nhau. Thì mình đang tạo một cái môi trường kích hoạt được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình vui ngay cả khi họ chưa có làm gì hết, chỉ hiện diện thôi. Thì đó không phải là cái sự vui vẻ đến từ thỏa mãn, đến từ khóa lạc, mà đến từ sự an vui, sự trân trọng biết ơn và bao dung. Cái niềm vui đối với sự hiện hữu đó đó cả nhà. Và mình chỉ có thể làm điều đó với người khác khi bên trong mình cảm nhận được mình vui với sự hiện diện của chính mình. Ngon không? Ngon không? Tự nhiên giờ nhìn mình thấy mình yêu thương tràn bờ đê. Lúc nào mình cũng đơn giản để cười hiện sự hiện diện của mình là hạnh phúc là yêu thương là niềm vui ngon ha nên là ai nói làm sao để kiến tạo hình ảnh đẹp hình ảnh đẹp là ngay nơi chính mình nè bám trụ vào một nụ cười thôi rồi từ từ cái chỗ đó mình lấy hiện thực nuôi dưỡng hiện thực Rồi cái thứ hai là nhãn thí nhãn thí một nụ cười tươi một câu khen ngợi một chút quan tâm đi khắp thế gian nụ cười có rồi đó bây giờ tới nhãn thí nhãn thí là cho đi cái gì ạ và ánh mắt ánh mắt dịch nghĩa ra là ánh mắt nhưng phía sau của cái ánh mắt này nè chính là sự chứa đựng chứ không phải ánh mắt vì chúng ta nhìn không phải bằng mắt mà chúng ta nhìn bằng tai bằng sự cảm thấy. Không phải chỉ nhìn thấy, mà là cảm thấy, nhận thấy. Mình chứa đựng bằng trái tim. Mình nghe bằng trái tim. Mình nghe bằng tai. Mình nghe bằng cảm nhận. Vi tế. Mình nghe giống như là lắng nghe là một mặt hồ phẳng lặng. Đó. Vậy thì mình chứa đựng được cái gì? Thì ánh mắt của mình sẽ nhìn thấy, nhận thấy cảm thấy được điều đó vậy thì cho đi nhãn thí là cho đi ánh mắt chứa đựng hình ảnh tốt đẹp và sự chuyển hóa của con người còn nếu không thì tầng một đầu tiên chỉ là mình chứa đựng mình nhìn thấy thôi nhiều khi thấy mà còn không thấy nữa nên là đối với nhãn thí là mình cho đi được ánh mắt chứa đựng chứa đựng chính mình nè sâu hơn chút là mình chứa đựng cái sự tốt đẹp của chính mình nè rồi sâu hơn chút nữa là mình chứa đựng được cái sự chuyển hóa của chính mình có nghĩa là tham và tưởng của mình về bản thân mình sẽ trở thành ai mình sẽ sở hữu những cái gì thì mình chủ động chịu trách nhiệm đối với những cái tham và tưởng đó đó để mình chuyển hóa để trở thành và trở nên để sở hữu thì đó chính là chứa đựng được sự chuyển hóa của chính mình và khi mình cho mình được nhãn thí được cho chính mình rồi thì làm với người khác y xì vậy đó có nghĩa là mình chứa đựng được họ mình chứa đựng được điều tốt hay đẹp ở nơi họ mình chứa đựng được sự chuyển hóa của họ và sự chuyển hóa tận cùng của một người là cái gì thì mình chứa đựng cái điều đó giống như là chứa đựng chính mình ngon không cả nhà ngon không làm được cái này cảm thấy cuộc sống của mình kinh khủng khiếp không và không phải chỉ chứa đựng mà mình phải giữ được cái bức tranh hình ảnh đó giữ xuyên suốt nên là chỉ cần bám trụ vào ba câu nói đó một nụ cười tươi một câu khen ngợi một chút quan tâm thì mình nhan thí nhãn thí và ngôn thí được phải chứa đựng được thì mới biết khen ngợi cái gì chứ phải chứa đựng được cái sự chuyển hóa luôn của người ta thì mới biết quan tâm như thế nào thì cái sự quan tâm biểu hiện ra là ngôn thí tâm thí phòng thí thân thí hay tọa thí cho phù hợp nên nhớ bốn câu thơ đó là thực hành được bảy bố thí Rồi Và làm đầu tiên là đối với chính mình Giống hồi nãy Diệu Hiền chia sẻ với cả nhà đó Là bây giờ nhìn mình ở trong khung chat nè Nhìn mình ở trong hình ảnh của mình nè Vậy thì mình nói gì với bản thân Chính là mình chứa đựng cái điều gì của bản thân mình đó. Rồi mỗi ngày mình nhìn mình ở trong gương Trong mỗi khoảnh khắc mình sống, mình làm việc Mình chạm tay vào bất cứ điều gì thì mình chứa đựng hình ảnh gì của mình ở đó mình chứa đựng điều gì mình chứa đựng những cái điều tốt đẹp hay là mình chứa đựng những cái mà mình chưa có ha ngày hôm nay làm rõ lại Vậy thì mỗi ngày mình phải chủ động thực hành bảy thốt bố thí đó là phải chủ động chịu trách nhiệm mỗi ngày nhìn thấy điều tốt đẹp nơi chính mình. Ghi nhận chính mình trong mỗi khoảnh khắc mà mình hiện diện. Và khi một người mà mà chứa đựng được sự tốt đẹp của mình Chứa đựng được sự chuyển hóa của mình rồi Thì đơn giản để chứa đựng những người xung quanh mình Còn mình nói mình Mình chứa đựng con, chứa đựng chồng Mà mình còn chưa chứa đựng được bản thân thì mình sẽ chứa đựng người ta như cái cách mình chứa đựng bản thân mình vậy đó Mình sắc thân sắc tướng với bản thân Thì mình cũng sẽ sắc thân sắc tướng với mọi người Mình kỷ luật sắc với bản thân như thế nào Thì mình cũng muốn người ta phải kỷ luật sắc với bản thân như vậy Mình chứa đựng sự tốt đẹp của mình như thế nào Thì mình cũng đơn giản để chứa đựng sự tốt đẹp của những người xung quanh như vậy mình chưa đựng được sự chuyển hóa của chính mình thì mình đơn giản để thiết lập bối cảnh để tạo môi trường thuận duyên hỗ trợ cho sự chuyển hóa của người khác vì mình chưa đựng được sự chuyển hóa của họ rồi mà. Nên là mình tin tưởng điều mình tin tưởng, mình cứ làm rõ hình của mình ra. Mình tập trung về bản thân mình, mình tập trung vào cái sự chuyển hóa của con người nơi chính mình và nơi người khác. mình không tập trung vào tại sao người này lại như vậy tại sao người kia lại như vậy quay về thực hành nhãn thí cho chính mình nên là nếu như mà mình còn mong muốn sao còn thấy người này như vậy người kia như thế nọ sao còn thấy ba mẹ của mình phải thay đổi chỗ này thay đổi chỗ kia sao chưa đón nhận tri thức này đi thì quay về thực hành nhãn thí với chính mình chứa đựng mình chứa đựng sự tốt đẹp của mình chứa đựng sự chuyển hóa của mình hỗn nhiên tạo bối cảnh chia sẻ cho người khác những điều mà mình đang có ngon hả rồi người khác có thể không rõ về tương lai của họ nhưng mình phải rõ về tương lai của chính mình và mình rõ luôn tương lai của họ vì mình được đón nhận tri thức này rồi và bởi vì mình rất rõ tương lai của họ rồi thì mình đâu có cần họ phải thay đổi nếu như mình biết tương lai con của mình là thủ tướng tương lai của mình con mình là tổng thống tương lai con mình là một lãnh đạo cấp cao thì bây giờ con của mình mà mạnh mẽ thì sao mình đơn giản để chứa đựng con mình không con mình ra quyết định rất là quyết đoán muốn cái gì là phải làm được cái đó đó là tố chất của lãnh đạo mà mình nói cái gì là con mình thể hiện chính kiến phản biện lại liền không cái đó không được phải cái này mới được đó là tố chất của lãnh đạo mà kiên trì với điều mình mong muốn nhưng mình có chứa đựng cái sự chuyển hóa đó của con chưa nếu như mình chứa đựng được sự chuyển hóa của con người thì mình sẽ biết là những hành động ở hiện tại nó không có ảnh hưởng và mình chỉ tạo bối cảnh tạo điều kiện tạo môi trường để hỗ trợ những người thân yêu của mình có được sự chuyển hóa mọi sự chuyển hóa bắt nguồn từ yêu thương ngon không cả nhà ngày hôm nay nhìn lại vợ nhìn lại chồng nhìn lại con cái nhìn lại ba mẹ xem mình đã thực sự nhãn thí cho mọi người được chưa nếu chưa thì đừng có tập trung đi làm cho họ nữa làm cho mình đi mình còn chưa chứng đựng được mình mình còn thấy mình là đứa con chưa ngon thấy mình là một người mẹ chưa có nuôi dạy được con cái thì làm sao mình chứa đựng được hình ảnh của con cái làm sao mình chứa đựng được hình ảnh tương lai của chính mình nên thực hành những cái này cho bản thân mình trước rõ được chỗ này chưa cả nhà hay đơn giản để chia sẻ với bản thân chưa ạ? Đi tiếp được chưa? Hay muốn làm rõ thêm chỗ này? Dạ rõ rồi ha. Học giỏi quá trời luôn á. Chị Hoàng, Hoàng viết là chứa đựng mình, chứa đựng sự tốt đẹp chứ đựng sự chuyển hóa của mình thuận duyên chia sẻ hiện thực cho người khác người khác có thể không rõ tương lai của mình nhưng mình phải rõ tương lai của chính mình và rõ luôn cả tương lai của họ thì mình mới hỗ trợ được người ta chứ không phải là mình rõ tương lai của người ta để mình ép người ta đi theo nó mà vì mình biết tương lai người ta sẽ chuyển hóa kinh khủng khiếp và không biết người ta là ai trong tương lai đâu nên hãy ăn ở đối đãi với người ta cho thiệt là ngon ngay giây phút hiện tại vì mình đang có cơ hội để nhan thí nhãn thí rồi tiến tới là ngôn thí ngôn thí là chia sẻ gì ạ à? ngôn thí là chia sẻ gì lời nói lời nói cho đi lời nói cho đi lời nói cho đi lời nói hướng tới tương lai cho đi lời nói thuận theo chiều mong muốn dùng ngôn ngữ gì cũng được nhưng cái ngôn ngữ mà mình phát ra phải thuận theo chiều mong muốn của mình vậy thì mình nói cái gì với bản thân để hướng mình tới tương lai mình nói gì với bản thân để ngôn từ ngôn ngữ mình phát ra là thuận chiều mong muốn vậy thì có phải quay về phải chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình không phải luôn rõ ràng mong muốn của mình và chỉ nói những cái điều mình muốn thôi vì mình sẽ trở thành những gì mình nói bản thân một người sẽ trở thành những gì người đó nói vậy thì thực hành bảy bố thí với bản thân đó là mở miệng ra thì chỉ nói những cái điều mình mong muốn còn cái gì mình không mong muốn, biết thôi, biết vậy thôi. Rồi hỏi lại bản thân mình mình muốn cái gì. Mình muốn cái gì thì tập trung quay về làm xiên làm rõ khái niệm nguồn gì có lợi cho cái điều đó. Hình ảnh gì, cần hoàn tập hình ảnh gì, mượn sức trợ lực ai có thể giúp đỡ mình. Làm rõ cái điều mình mong muốn này. Và tương lai mình muốn trở thành ai, muốn trở nên như thế nào, muốn sở hữu điều gì? trừ khi chưa biết mình muốn gì chưa biết mình muốn gì thì sao thì hãy nói về những tri thức này chưa biết mình muốn gì thì nói về ba hệ với chiếu chưa biết mình muốn gì thì nói về nguyên lý ánh sáng nói cho mình sáng ra thì mình sẽ biết mình muốn gì chưa biết mình muốn gì thì cho phép mình nói thật nhiều nghe thật nhiều huân tập thật nhiều về ba hệ quy chiếu về bảy sự giàu toàn diện chưa biết mình muốn gì thì tạm thời lấy bảy sự giàu toàn diện lấy sự trưởng thành tận cùng của con người là bảy sự giàu toàn diện làm mong muốn vì sao vì cuối cùng cuối cùng mình cũng đi về đó đó cuộc đời này có ai không muốn làm chủ nội tâm làm chủ sức khỏe làm chủ tài chính làm chủ mối quan hệ không nên cái gì mình muốn cũng nằm ở đó mà có bảy sự giàu toàn diện thì mình làm chủ nội tâm làm chủ tài chính làm chủ mối quan hệ làm chủ sức khỏe vậy thì đi thẳng tới bảy sự giàu toàn diện đi rồi muốn cái gì thì đơn giản có được ngon không cả nhà vậy thì ngày nào mình cũng nói về bảy sự giàu toàn diện ngày nào mình cũng nói về bảy sự giàu toàn diện ngày nào mình cũng nói về ba hệ quy chiếu để mình biết nhân của tất cả mọi cái kết quả trong cuộc sống từ ba góc nhìn đến từ đâu và đó là cách mà lớp học thấu hiểu nội tâm đang diễn ra đó là mình có cả một lộ trình để đổ ánh sáng mà ánh sáng đó là ánh sáng của bảy sự giàu toàn diện cho mình hiểu mở rộng tất cả góc nhìn đạo lý tôn giáo tín ngưỡng khoa học để mình tự bản thân mình nhận ra là mình muốn cái kết quả đó thì dùng hệ quy chiếu gì để cho ra kết quả cuộc sống mình mong muốn cho mình thấy đích đến tận cùng là bảy sự giàu toàn diện vậy thì muốn không muốn thì chọn chủ động chịu trách nhiệm đi nên làm hình tướng mình đi vào mình học về nội tâm nhưng mình đang được làm rõ về bức tranh của chính mình mình đang được làm rõ về những gì mình mong muốn, được kích hoạt tất cả những gì ở sâu bên trong chính mình, nên mình rất thích học. vì càng học mình càng rõ, càng rõ những điều mình mong muốn, càng học mình càng được thấy rõ cái quyền và trách nhiệm đối với cuộc đời của chính mình. nên mình thấy vô lớp học cái mình thấy mình được yêu thương, đâu có ai làm gì cho mình đâu, mà mình cảm thấy rất được yêu thương vì lớp học vận hành được vận hành được cỗ máy công đức phước đức cho mình được những khái niệm cho mình được những hình ảnh tâm trí tốt đẹp và mình là người chủ động chịu trách nhiệm chọn lựa đối với những gì mình muốn và chỉ thông qua những lời nói được chia sẻ thôi thầy cô nói bạn bè nói và bản thân mình nói vậy thì mỗi ngày bản thân mình mình hiểu như vậy rồi đó vậy thì những tri thức này mỗi ngày mỗi ngày mình nói mình nói cái điều gì để hướng tới tương lai của chính mình nói tới những cái điều thuận theo cái chiều mình mong muốn khi mình làm được cái điều này rồi thì bắt đầu làm cho người khác và thông qua thông qua tám loại ngôn từ cả nhà còn nhớ tám loại ngôn từ không tám loại ngôn từ mà các cao nhân rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ điểm cho mình bây giờ nói ngôn ngữ thuận chiều mong muốn thì nhiều khi cũng chưa rõ mong muốn của mình là cái gì cũng chưa rõ mong muốn của người ta là cái gì thì làm sao để để ngôn thí vậy thì đơn giản nhất đó là mở miệng ra thì mình sử dụng những thông điệp truyền tải định hướng mang lại cho người khác sự vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ rồi mang cái ngôn ngữ mình sử dụng đó, có tính chất đó là khen ngợi khích lệ khẳng định xây dựng và có một cái sự thống nhất giữa bên trong với bên ngoài có nghĩa là mình mang lại sự vui vẻ hy vọng niềm tin trí tuệ thì ánh mắt nụ cười của mình phải thấy được cái điều đó mình khen ngợi khích lệ khẳng định xây dựng thì ánh mắt nụ cười của mình phải thống nhất với cái thông điệp truyền tải chứ có nhiều người yêu thương lắm mẹ rất là yêu thương con con vui lên đi sao con buồn quá vậy con vui lên đi cuộc đời này vui lắm mà sao con cứ buồn hoài vậy rồi vui sao hình dung không cả nhà nên là lời nói phải đi đôi với ánh mắt nụ cười thì thông điệp truyền tải người ta mới cảm nhận được trọn vẹn biểu hiện của lời nói của âm thanh phát ra đó phải có sự thống nhất với nội tâm bên trong của mình mình phun châu nhã ngọc mình nói lời đạo lý thì âm thanh lời nói phải thể hiện được thần linh thần lực khí phách như thế nào mình chứa đựng sự chuyển hóa của con người như thế nào thì mình mới khen ngợi khích lệ khẳng định xây dựng ngon không cả nhà và nó phải xuất phát từ cái sự chân thật nơi chính mình đó có nghĩa là những cái mình nhìn thấy và mình nói ra bằng lời đó phải thống nhất với cái hình ảnh mà mình chứa đựng ở bên trong còn nếu không thì không gọi là ngôn thí nên là có rất nhiều anh chị học tập về ghi nhận bản thân xong cái khen bản thân nhưng mà không có sự thống nhất giữa bên trong với bên ngoài. Mình đẹp quá à, hôm nay mình đẹp quá. À. Nhưng mà cái mặt cái ánh mắt thì nhìn thấy cái mụn ở trên mặt. Chỉ nhìn thấy cái mụn thôi, nhưng mà mình được học rồi mình phải chứa đựng bản thân, xong cái mình đẹp quá, à, mình đẹp quá, à, mình đẹp quá. À. Đọc như mantra, nhưng mà ánh mắt thì chỉ nhìn thấy cái mặt đang mụn, cái mặt đang mụn, cái mặt đang mụn. Có ai từng có trải nghiệm đó không? Mình nghe lời thầy cô nên là chỉ nghĩ thôi, không có chứ không có thống nhất ở bên trong. Mình nhật chia sẻ là cô ơi, mình vẫn thấy có những mối quan hệ họ chỉ nghĩ cho họ thôi. Mối quan hệ với mình họ không coi trọng thì nói lời ngôn thí cảm thấy mình cứ cố gắng thêm một cố gắng một chiều. Lúc này không ngôn thí được vì mình không có nhãn thí rồi. Cả nhà đọc comment nè mối quan hệ với mình họ không coi trọng thì mình đã nhìn thấy cái hình ảnh là người ta không coi trọng mình đâu có chứa đựng được hình ảnh người ta tốt đẹp thì làm sao mà làm sao chứa đựng được làm sao nói ra lời được giống như ví dụ hồi nãy gì đó bên trong của mình không có thấy mình đẹp thì làm sao mình khen ngợi mình khích lệ bản thân mình được làm sao mình ghi nhận được nên là phải chủ động phải chủ động chưa có khen ngợi chưa khích lệ được thì mình nói cái gì đó hy vọng niềm tin đi đừng cố gắng để thấy mình đẹp nếu như mình chưa đẹp nhưng mà mình phải thấy được là tương lai mình đẹp vậy thì bây giờ nói cái gì cho mình có niềm tin đây ngày mai mình ăn nhiều rau hơn mình uống nhiều nước hơn thì da mình sẽ đẹp và mình rất là vui trời ơi hôm nay mình uống nước uống một ly nước là mình đẹp nè ly nước này làm cho mình đẹp nè và chủ động để nhìn thấy điều đó và bản thân mình cho phép mình làm với chính mình mỗi ngày thực hành với chính mình mỗi ngày như vậy đó cả nhà. Nếu như chưa thấy những điều tốt đẹp ở những người xung quanh thì đừng cố gắng để nhìn thấy điều tốt đẹp ở họ nữa mà quay về quay về xem xem là mình mình tốt đẹp ở chỗ nào. Hôm nay mình chưa đựng được hình ảnh tốt đẹp của người khác chưa? mình nhìn thấy điều tốt đẹp đó ở mình đó trời ơi hôm nay mình, mình 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 an vui được với người này nè hôm nay mình tìm được một cái sự trân trọng biết ơn đối với cái người này rồi nè đừng sợ người ta tưởng bở mà hãy biến cái sự tưởng bở đó thành sự thật vì người ta không có mà người ta còn biểu hiện ra thành có ủa vậy sao mình không tin vào cái điều tốt đẹp đó mà mình lại tin vào những cái điều không tốt đẹp hình như con cả nhà tại sao mình không chứa đựng cái hình đẹp đó luôn đi ví dụ như là người ta thảo mai trời ơi mừng quá mình cái người mà họ ghét mình họ thảo mai với mình mà họ còn cho mình được cái hình đẹp vậy thì những người yêu thương mình thì sao họ còn cho mình cái hình đẹp cỡ nào nữa mà chính mình đó là người yêu thương mình sao mình không cho mình cái hình đẹp hãy tin vào cái tưởng mà cái tưởng đó giúp cho mình có trạng thái cân bằng hướng dương còn cái tưởng nào cái gì mà mình cảm thấy là nó hướng âm á thì là tưởng thôi không phải sự thật nên ai nói cái gì với mình không quan trọng mà là mình tin vào điều đó với trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương thì là tin đó là sự thật đó còn cái gì mà nghe xong cảm thấy không có cân bằng hướng dương hướng âm thì đó là cái tưởng mà đã là cái tưởng rồi thì đó phải sự thật thì thôi nhưng mà nếu như mình lấy cái tưởng của người ta là sự thật của mình thì sao thì ngon không người ta cho mình một cái hình đẹp lụm liên tính liền lấy làm luôn thành hiện thực chứ rảnh đâu mà tự nhiên người ta khen mình mà mình còn rảnh quá cho lớp tánh lớp tình nhảy vô phân tích phân biệt trời ơi mình đâu có ngon đâu mà sao khen mình ngon vậy là thảo mai nè vậy là sao 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 nè mình rảnh quá vậy mình rảnh như vậy thì mình mình nhan thí nhãn thí ngôn thí với chính mình đi và mình biết ơn họ vì họ đã cho mình một cái hình đẹp. Rồi mình tin vào cái hình đó luôn. Và mình sẽ trở thành cái hình đó. Chứ rảnh quá sợ vỡ mộng, sợ người ta tưởng bỏ, sợ sợ mấy cái đó chi vậy? Thay vì dùng thời gian để làm rõ mấy cái đó đó, để nghi ngờ đó thì mình đi làm rõ điều mình mong muốn. Đó là chính là ngôn thí cho bản thân đó. Chính là ngôn thí cho bản thân rồi đó. Có nghĩa là mình chỉ hướng tới tương lai của chính mình Và tất cả mọi thứ đều thuận chiều mong muốn của bản thân Chứ mình còn đang nhìn thấy cái cái sự thảo mai của người ta Như vậy rảnh quá Không chứa đựng cái hình đó Chứa đựng sự tốt đẹp của người ta Đó là trời ơi người ta không có không có ưa mình á Nói nói một cách Rõ ràng là người ta không có ưa mình đó Mà người ta còn cho mình được cái hình đẹp Người ta còn chứa đựng được cái hình đẹp Thì mình lụm nó mình xài liền đi Rồi dần dần Mình đẹp hơn đẹp hơn mỗi ngày Thì mình sẽ thấy biết ơn người ta Vì ngày đó chính cái người đó đó Họ đã cho mình cái hình đẹp Ngon không? Ngôn thấy Vậy thì chỉ mở miệng ra chỉ sử dụng tám loại ngôn từ Ngôn từ Nhắc nhớ với bản thân mình Đừng có nghi ngờ ai nữa Mà lỡ có nghi ngờ Thì phải biết ơn Coi cái điều mình nghi ngờ đó mình muốn không Muốn cái là tin luôn Nếu như mình muốn là tin luôn Rồi lấy làm Còn nếu như mình không muốn Ui cái đó tưởng thôi Đâu phải sự thiệt đâu Ngon không cả nhà Vậy thì cuối cùng quay về mình Chủ động chịu trách nhiệm với tham và tưởng của mình Mình phải lắng nghe được, kết nối được, gắn bó được Và sở hữu được chính mình Thì mình luôn ở trong trạng thái chủ động Và lúc đó những cái mình chia sẻ ra nè Những cái mình chia sẻ Thật sự là những cái hướng tới điều mình muốn Hướng tới tương lai mà mình sẽ trở thành Ai trở nên như thế nào Và sở hữu được những cái điều gì mà mình mong muốn Làm chủ được ngôn từ của mình Mở miệng ra Thì hướng tới sự vui vẻ mang lại trí tuệ mang lại niềm tin mang lại hy vọng vậy thì đứng trước bất kỳ ai mà bên trong của mình mà biết tự tạo ra vui vẻ cho chính mình biết tự nói những lời trí tuệ để bản thân mình hướng về ánh sáng cho mình những lời nói để mình có niềm tin và hy vọng biết khen ngợi chính mình biết khích lệ chính mình biết khẳng định mình là ai đó là mình đã chứa đựng sự chuyển hóa của bản thân rồi đó. Và biết xây dựng có nghĩa là mình rõ rõ hình, rõ khái niệm để mình đạt được một cái điều gì đó. Mình muốn đi đến đó, mình cần cái gì, cần cái gì, cần cái gì. Bản thân mình ngay lập tức rõ thông con đường. Thì khi mình làm được cái những cái tám loại ngôn từ này nè, mình truyền tải được tám loại ngôn ngữ này thường xuyên với chính mình thì đơn giản để mình truyền tải thông điệp đó cho người khác mà xuất phát từ nội tâm chân thật nơi chính mình mình rất là chân thành vì mình biết bản thân mình được đón nhận cái điều này nè thì mình có sự chuyển hóa và mình muốn tạo lập giá trị muốn tích tạo công đức phước đức thì phải tạo lập được giá trị mới tích tạo được công đức phước đức chứ người ta phải nhận được giá trị thật chứ thì ngay lập tức mình cho đi mà trước trong và sau quá trình cho đi là một cái hiện thực tốt đẹp là một cái trạng thái rất là thoải mái từ bên trong chính mình ngon ha cả nhà mình chia sẻ với trạng thái đủ đầy á mình đủ đầy và yêu thương tràn bờ đê rồi yêu thương và nuông chiều bản thân khác nhau như thế nào đi làm rõ khái niệm yêu thương đi rồi làm được yêu thương đừng đi làm rõ khái niệm nương chiều kệ cái nương chiều đó đi mình chỉ cần biết yêu thương đúng là như thế nào làm hết cái đúng đi đừng có đi làm rõ cái sai nữa đừng có đi làm rõ những cái lăng tăng nữa đi làm rõ cái mà mình đang nhìn thấy rõ hình rõ khái niệm nè và mình biết mình muốn yêu thương hay muốn nương chiều muốn yêu thương thì đi làm rõ yêu thương tại vì nếu mà giống nhau thì nó là một rồi nên bản chất là khác nhau cái gì cũng khác nhau rồi vậy đi tìm rõ cái khác để làm gì vậy làm rõ yêu thương rồi là xong ánh sáng và bóng tối khác nhau ở chỗ nào vậy có ai đi hỏi ánh sáng và bóng tối khác nhau ở chỗ nào không để em biết là khi nào em cần sáng khi nào em cần tối hay là mình muốn sáng Thì mình đi làm rõ công tắc ở đâu Nguồn điện ở đâu Ánh sáng chỗ nào Cần ánh sáng thì bật ánh sáng lên Dạ, vừa mới nói là ngôn thí Là bản thân mình Phải chủ động á Chủ động với chính mình Là mình chỉ cho đi lời nói Để hướng tới tương lai của mình Chỉ nói những ngôn ngữ thuận chiều mong muốn Đối với bản thân mình Ha đó chính là ngôn thí với bản thân Rồi Tới tâm thí Tâm thí Tâm thí là cho đi cái gì Tâm thí là cho đi gì cả nhà À, đang học ngôn thí, quay ra quay lại là quát con một cái. Yên lặng để cho mẹ học tập. Nên tới tâm thí, mẹ biết ơn con phối hợp, tôn trọng giờ học tập của mẹ để mẹ học tập. Khác nhau không? Tự nhiên ngay giây phút đó, con từ một người phá hoại trở thành một cái người trợ duyên cống hiến gánh vác giúp đỡ mẹ để mẹ học tập <laughs> Con nói con em giật mình hả con cái tạo bối cảnh cho mình học tập mà mình có trân trọng biết ơn không rồi mình nói con là con 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 phối hợp con tôn trọng mẹ để mẹ ngọc nhưng mà mình có tôn trọng con không con đi tới con muốn nói cái điều gì đó mình đâu có lắng nghe đâu mình muốn lắng nghe chỗ này nhưng mình không cho con mình sự lắng nghe mình không có cái nhân đối với con thì làm sao con cho mình lại cái quả mình muốn tập trung ở chỗ này nè nhưng mà con thì đang muốn mình tập trung nghe con nói mình thì muốn tập trung nghe người thầy nói hai cái giống nhau không? Giống. Vậy thì mình quay ra. Con cần gì? Con muốn gì? Lắng nghe con. Nhưng mà bây giờ mẹ lắng nghe rồi đó. Nhưng mà mẹ đang... Con tôn trọng mẹ mẹ. Mẹ tôn trọng mẹ lắng nghe rồi. Và bây giờ mẹ đang có lớp học nè. Mẹ cần con có sự phối hợp với mẹ. Tôn trọng cho mẹ học tập. Rồi lát nữa mình sẽ làm cái này. Chậm chút mình... Mình xong cái này mình làm cái đó được không? hình dung không cả nhà khi con cảm thấy mình được được tôn trọng được chia sẻ như vậy đó thì con mới hiểu là à, mẹ tôn trọng mình nè như vậy là tôn trọng nè vậy thì mình cũng tôn trọng mẹ đó là hiện thực nuôi dưỡng hiện thực đó nhưng mà mình không có lắng nghe con cái mình nói con phải lắng nghe mẹ mình không có đáp ứng nhu cầu của con Nhưng mà con phải đáp ứng nhu cầu của mẹ Là sao dạ Là yêu thương dữ không Là học yêu thương dữ luôn chưa Xong cái con ngồi kế bên Con nghe cô giáo, thầy giáo nói là Yêu thương là lắng nghe Cái bên trong, ủa vậy là mẹ đâu có lắng nghe mình đâu ta Nhiều khi con nghe Mình học tập nè Cái con chạy tới để con Để con thích quá Trời ơi, con học con nghe cái chỗ đó Cái con muốn được nhận cái hiện thực chỗ đó Cái con chạy tới Cái mình cho con hiện thực Ngược chiều mong muốn liền Hình dung luôn cả nhà Nên là mình Trong quá trình mình đang ngồi ở đây nè Là mình đang làm đó Mình đang hiện thực hóa Tất cả những tri thức mình học ngay tại lớp học Chứ không phải là đợi mình học xong lớp học này Cái mình mình nghe Rồi mình mới có sự chuyển hóa không phải Ngay cái giây phút mình nghe này nè là mình đã có hiện thực rồi ngay giây phút mình ngồi đây mình nghe là mình đã có hiện thực luôn rồi và trẻ con á các con cần sự âu yếm cần sự ôm ấp cần sự quan tâm để các con cảm nhận được tình yêu thương của mình nhiều khi các con chạy quanh 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 đang học vậy đó các con chỉ muốn được ôm một cái thôi rồi các con chạy đi chơi tiếp các con cũng đâu có muốn gì đâu và bản thân mình cũng cần thông qua lời nói nè mình giải thích mình làm rõ những cái điều mình đang làm cho con hiểu cho con hiểu là mẹ đang ngồi đây mẹ học tập là vì mẹ rất muốn yêu thương gia đình mình một cách trọn vẹn và khi mà mẹ học tập đầy đủ đó mẹ yêu thương bản thân hơn nè thì mẹ có thể yêu thương gia đình mình trọn vẹn hơn. Mẹ có thể tạo ra môi trường vui vẻ hơn, yêu thương hơn, trân trọng biết hơn, hơn. Mình chia sẻ được với con cái mình những điều đó. Ha, nên là học chia sẻ là ánh mắt nụ cười lời nói người mình ngồi mình học mà mình quay qua mình nhìn con mình chứa đựng hình ảnh chờ hôm nay mình bao nhiêu trưởng thành bao nhiêu năm rồi mình mới được đón nhận tri thức này con mình mới có mấy tuổi thôi chạy vòng vòng xung quanh đã được đón nhận tri thức này hình dung tương lai con của mình là ai cả nhà không biết con của mình là ai trong tương lai diệu hiền đang ở đây với các con đang học lộ trình trưởng thành toàn diện hè trưởng thành toàn diện nè cảm thấy các con sẽ là ai trong tương lai? Có một lớp học mà các con được gia cố bối cảnh, được học tập, được rèn luyện. Sau mỗi lớp học là các con trân trọng biết ơn thầy cô, trân trọng biết ơn ba mẹ đã cho các con cơ hội được học tập ở đây. Mỗi bữa ăn các con trân trọng biết ơn từng bữa ăn từng cô chú cho các con bữa ăn đó. Các con hiểu được mỗi cơ hội mà các con làm cái việc gì đó là tích tạo công đức phước đức các con trân quý từng khoảnh khắc các con hiện diện trong lớp học. Rồi các con, phát triển năng lực toàn diện ở trong một cái môi trường mà các con được hưởng nguồn năng lượng có an vui bao dung trân trọng biết ơn. Các con nhảy khiêu vũ, các con là học thư pháp 2 ngày là viết được thư pháp như chuyên gia. Khiêu vũ mỗi ngày 3 phút, 30 phút, 30 phút mỗi lần như vậy đó mà các con nhảy đẹp như dancer các con học tập cái gì các con cũng phát triển một cách vượt bậc là bởi vì các con được ở trong nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn còn ở ngoài kia tại sao các con cũng học mà các con không cảm nhận được điều này vì các con không có được một cái môi trường như vậy vậy thì bản thân mình nếu như mà mình yêu thương bản thân và mình có được hết những cái này cho bản thân và mình mỗi ngày đều có thể chia sẻ cho những người xung quanh mình. Đơn giản bằng cách là mình cho họ ở trong một môi trường, một bối cảnh của nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn đó. Thì mình đang hỗ trợ họ kích hoạt mọi cái nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả tốt đẹp rồi. Ngon hả? Nên là quay lại, quay lại, hồi nãy có bối cảnh, có ai đó la con nên là đừng có nghĩ mình phải làm cái gì cho con mình kinh khủng khiếp trong tương lai con mình đã là một người nào đó mà mình còn không biết là ai đâu ngon xịn tới mức là hình ảnh của con mình còn chưa chứa đựng được nữa đó đứng trước thái sơn không biết thái sơn á mình không biết con mình là ai trong tương lai đâu nên hiện tại chỉ cần quay về chứa đựng hình ảnh của con cho con tất cả những gì mà mình có thể đó là an vui bao dung trân trọng biết ơn. Để cho con được kích hoạt tổng nghiệp tốt đẹp nhất của chính con. Rồi, nhan thí, nhãn thí, ngôn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, tọa thí. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày cho các con của mình. Nếu như mình là giáo viên, thì các con đến trường học không phải chỉ để học tri thức đâu. Mà mình là người kích hoạt nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả của các con vậy thì mình tạo điều kiện gì để các con được kích hoạt những điều lúc này tri thức của mình cho các con mới phát huy tối đa. con rồi bây giờ gọi con gọi nhẹ nhàng gọi yêu thương gọi yêu thương tràn bờ đê ha rồi tâm thí là trân trọng biết ơn. Cho đi sự trân trọng biết ơn. Mà cái sự trân trọng biết ơn đó tạo lập ra giá trị chứ không phải chỉ là cho đi tâm thái, cho đi cái nguồn năng lượng biết ơn. Mà giống như hồi nãy, mình nói biết ơn con. Biết ơn con phối hợp với mẹ, nhờ có sự phối hợp của con á mà mẹ học tập, mẹ chuyển hóa nữa nè. Cái tự nhiên con thấy con chỉ cần ngoan ngoãn con chơi ở kế bên mẹ thôi là con đã ngon như vậy rồi đó hả à. thì chính cái sự cho đi sự trân trọng biết ơn của mình làm cho người khác họ cảm nhận họ có giá trị vậy thì bản thân mình cho đi sự trân trọng biết ơn chính mình như thế nào để mình thấy là mình là người có giá trị thì lúc này mới thật sự là cho đi sự trân trọng biết ơn với bản thân mình ghi nhận điều gì ở bản thân mình ghi nhận điều gì ở bản thân khi nói cái đặc ý về bản thân thì trạng thái nội tâm của mình là hướng dương hay hướng âm nếu như hướng dương có nghĩa là những gì đang xảy ra với bản thân á là thuận chiều mong muốn là đang như ý còn nếu như trạng thái nội tâm của mình khi nghĩ tới những cái gì mình làm sự hiện diện sự hiện hữu của mình đang có nè là hướng âm thì có nghĩa là những gì đang diễn ra với chính mình đang là điều bất như ý đang ngược chiều mong muốn rồi vậy thì cho đi sự trân trọng biết ơn làm như thế nào để bản thân mình trân trọng được chính mình trân quý được chính mình đối với những gì mà không chiều mong muốn thì sao? Mình biết ơn như thế nào? Mình ghi nhận như thế nào? Mình nhắc đi nhắc lại với chính mình điều gì để mình thấy là mình đã làm được những cái điều đó rồi và mình mình có niềm tin và hy vọng để mình tiếp tục phát triển. Và đối với những cái điều mà bất như ý thì chỗ này mừng quá ngày hôm nay mình nhận được cái bài học này rồi. Mình biết ơn bản thân đã đủ sáng suốt để nhận ra cái bài học này rồi vậy thì bài học này giúp đỡ mình cái điều gì trong tương lai đây mình sẽ giúp đỡ được bản thân mình điều gì trong tương lai từ cái bài học này đây thì mình ghi nhận và mình nuôi dưỡng cái sự cảm động nội tâm bên trong chính mình đâu phải tự nhiên mà mình có được cái cơ hội hiện diện ở đây đâu Vậy thì mình mình càng trân trọng biết ơn chính mình thì mình càng sở hữu. Cái điều đó ở chính mình, mình càng trân trọng biết ơn sự sáng suốt thì mình càng càng sáng suốt hơn, bởi vì trân trọng biết ơn điều gì thì sẽ giúp mình bội tăng điều đó. Vậy thì mình càng ghi nhận biết ơn điều gì ở bản thân thì sẽ bội tăng điều đó. <laughs> nên là có ai quan sát thấy ngày xưa mình cứ nói sao mình làm chỗ này không được làm chỗ kia không được rồi cái mình đụng vô đâu là đổ chỗ đó không tại vì mình ghi nhận cái điều gì thì điều đó có nghĩa là ở bên trong mình hiểu á là ghi nhận có nghĩa là nhắc đi nhắc lại nữa có nghĩa là tốt tốt thì làm lớn thêm <laughs> hiểu được chỗ này thì sao? thì làm ơn trân trọng biết ơn điều gì thì thì điều đó bội tăng. vậy thì mình chỉ nói những lời nói hỗn chiều mong muốn, chứa đựng những hình ảnh tốt đẹp và tích cực với chính mình và mình trân quý bản thân mình. khi mình có sự trân quý chính mình rồi thì lúc này mình tự nhiên biết nên chứa đựng bản thân như thế nào nên nói những điều gì với chính mình và tập trung vào việc tích tạo phước báu. Làm cái điều gì mình cũng thấy là mình đang làm cái điều đó là lần đầu tiên và rất là trân quý cái cơ hội để mình làm cái việc đó. Trân quý chính mình vì mình đã cho phép mình làm cái điều này nè. Được không cả nhà? ăn bữa cơm nào cũng là cái bữa cơm ngon nhất mình được ăn làm cái điều gì thì cũng là cái cơ hội đặc biệt nhất để mình làm cái việc đó hiện hữu một trăm phần trăm với những cái điều mà mình đang làm cho đi sự trân trọng biết ơn và đặc biệt làm lớn muốn có được sự trân trọng biết ơn này nào muốn cho đi được cái sự trân trọng biết ơn này đối với bản thân hay đối với những người xung quanh thì phải nhận thức được về con người. Có nghĩa là mình nhận thức được bản thân mình là một cái nguồn vốn quý. Bản thân những người xung quanh mình là một nguồn vốn quý. Bản thân mình không có vấn đề, những người xung quanh mình cũng không có vấn đề. Và nếu mà mình biết ơn tất cả mọi người mà mình quên biết ơn chính mình á thì không có chính mình thì làm sao mình cảm nhận được những người xung quanh hình dung được chỗ này không cả nhà nên là biết ơn phải hai chiều cho đi và nhận lại cho đi và nhận lại đó là một quá trình không phải chỉ trân trọng biết ơn cái chiều đón nhận hay là được cho đi mà là cả hai chiều đó cùng một lúc thì mới trọn vẹn thì lúc này nền tảng để tích lũy công đức phước đức mình thấy mình chính là cỗ máy công đức phước đức mọi người xuất hiện trước mặt mình là cỗ máy công đức phước đức vậy thì cái sự vận hành cái sự cho đi sự trân trọng biết ơn của mình đó, phải trọn vẹn trọn vẹn ở nơi chính mình và trọn vẹn ở nơi người khác. Khi ai đó cho mình một cơ hội giúp đỡ họ đó là một phước báu lớn của mình. Mình cho đi là mình đang nhận lại một cơ hội được giúp đỡ. Còn khi mình nhận á chính là mình cho đi một cơ hội để người khác giúp đỡ mình. Nhận là 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 biết ơn rồi đúng không nhưng mà khi nhận thì mình nhận như thế nào là mình cho đi cái cơ hội đón nhận một cách trọn vẹn chứ không phải chỉ là nhận thôi không phải chỉ là nhận thôi cho đi thì trân trọng biết ơn người nhận đón nhận thì trân trọng biết ơn người cho đi. Đó là một một quá trình hai chiều đó. Và khi mình có cơ hội để giúp đỡ một ai đó đó, thì mình phải trân trọng biết ơn người ta. Chứ không phải là yêu cầu người ta trân trọng biết ơn mình. Nên cho đi sự trân trọng biết ơn đối với bản thân Có nghĩa là Không phải đợi mình làm cái gì cho chính mình Rồi mình mới trân trọng biết ơn Mà là biết ơn ngay cả cái sự hiện hữu Của chính mình trong cuộc đời này nè Là đã là một phước báu lớn rồi Cái cơ hội được làm người Để được cho đi Được đón nhận Được tích lũy công đức phước đức Đã là một phước báu rồi Vậy thì mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của mình như thế nào cho thật là trọn vẹn. Ngon không cả nhà? Làm được như vậy. Ngon không? Tự nhiên mình cảm thấy cảm động nội tâm trước sự hiện diện của chính mình trong cuộc đời này luôn đó. Rồi, khi có sự trân trọng biết ơn rồi Thì đơn giản để nhan thí, nhãn thí, ngôn thí. Rồi, bố thí đối với bản thân là phòng thí. Phòng thí là cho gì ạ? Cho đi điều gì? Phòng thí là cho đi lòng bao dung. Phòng thí là cho đi lòng bao dung Rồi Chỗ này rất là đặc biệt Và rất là quan trọng Mà bây giờ đã là 11 giờ 31 phút rồi Nên ngày mai mình sẽ Làm rõ thêm Phòng thí, thân thí, tỏa thí Đối với chia sẻ của yêu thương hay cả nhà hay là muốn đi nhanh hay là muốn đi thật chậm để thấu suốt? Đi nhanh thì 5 phút cũng nói hết đó. Hay là muốn để dành dạ, nghe cô, hay? muốn đi chậm con. Dạ. Chậm này thấu suốt. Vậy thì ngày hôm nay mình còn uh, 10 15 phút đi, mình chia sẻ với nhau một số bài học từ sáng giờ với nhau. Rồi ngày mai mình đi tiếp ha. Đi chậm để thấu suốt, nhận hiện thực luôn. Rồi sáng giờ mình tìm hiểu mình làm rõ với nhau về biểu hiện vật chất của yêu thương là chia sẻ hiểu về tam giác hiện thực của chia sẻ thông tin là những hành vi ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ nhằm hướng đến việc cùng hưởng lợi ích hoặc là cùng chịu tổn thất về vật chất và lẫn tinh thần và cảm nhận đủ đầy bên trong là năng lượng cảm nhận đủ đầy về tài về sắc về danh về thực về thùy biểu hiện của chia sẻ đó là lắng nghe được và thỏa mãn được những nhu cầu vậy thì cái quá trình lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu đó thì mình thông qua bảy bố thí thông qua thực hành vận dụng năm ngôn ngữ yêu thương để mình biết lắng nghe và thỏa mãn nhu cầu của đối tượng được yêu thương thì đó chính là mình đang chia sẻ yêu thương rồi mình tìm hiểu được một phần của bảy bố thí rồi cả nhà mình có ai có nghi vấn cần làm rõ nè thì mình đi tới đâu rõ tới đó luôn là có hiện thực gì đó cố định lại được thông tin thì chúng ta có 10 15 phút chia sẻ ha hay là thấu suốt hết rồi không có gì để chia sẻ nhận nhiêu đó tri thức rồi để dành thôi à rồi xin mời biết ơn chị vi hồ mời chị vi hồ chia sẻ dạ em biết ơn cô đã gọi tên em ạ à. em biết ơn cả nhà cô và cả nhà lắng nghe em em biết ơn tổ chức em biết ơn tri thức uh, quý báu em biết ơn nhân duyên với lại uh, nhân mạch của em đã kết nối em biết đến với tổ chức ạ à. em xin chia sẻ uh, cái hiện thực của em là hôm nay nhờ học cái uh, uh, yêu thương bản thân qua bảy bố thí này em mới ngộ ra được là em đang bố thí cho bản thân ạ à dạ trước đây thì em uh, uh, nói chung là vấn nạn của em đến cứ đến liên tục liên tục và em cảm thấy em rất là mệt mỏi và em thèm được cái uh, sự nghỉ ngơi mà sau đó thì em có thể làm những cái gì mà em thích nhưng mà em cũng không thể nghĩ được nghỉ ngơi được em không có thời gian để nghỉ ngơi sau đó thì cái sóng gió lớn nó cũng dập tới em nó dồn dập tới em thì em buộc là em phải ngừng lại nhưng mà em ngừng lại được một thời gian á, thì em lại tiếp tục mà chạy theo vật chất tài chính thì lúc đó em lại càng mệt nữa khi em cảm thấy mệt như vậy thì em cũng không thấy kết quả kết quả nó cũng không như mong muốn yeah. thì lúc mà uh, học với học với tri thức của tổ chức học lớp nội tâm buổi tối á, thì em mới ngộ ra là thì ra là em đang yêu thương bản thân em cảm thấy hiểu bản thân mình nhiều hơn rồi em hiểu được nội tâm của mình em cảm thấy những cái buổi học á là giống như em đang nghỉ ngơi và em đang uh, tận hưởng cái tri thức dạ rồi em nhìn nhận lại cái bản thân mình là trước giờ thì những cái điều nào mà mình đã làm tốt thì mình ghi nhận và những điều mà mình chưa làm tốt thì mình cũng bao dung cho bản thân mình tại vì mình cũng đã cố gắng rồi dạ rồi không dạ. um, hôm nay thì em học em ngộ ra là đúng là em đang bao dung cho bạn đang yêu thương bản thân mình vì em cho phép bản thân em được nghỉ ngơi và được làm cái điều em thích là yeah. thì em thấy là như vậy là em đang yêu thương bản thân mình em đang bố thí cho bản thân mình em biết ơn cô biết ơn cả nhà đã lắng nghe mà biết ơn chia sẻ của chị Vi Hồ ngon rồi ha dạ hôm nay thì em thấy em đang sống với chính bản thân em ạ à. dạ em thấy em rất uh, cuộc sống của em và uh, hiện tại là em cảm thấy khi biết đến tri thức là em đang đứng trên vấn nạn ạ à. dạ Ngờ em đó. rất là dạ biết dạ. ơn cô ở nhà Chúc mừng hiện thực của chị rồi có một cái nữa nè mốt mình lên zoom á cái mình ngồi mình để cái, cái camera cho mình cao lên một chút dạ đó là nhan thí nhãn thí với bản thân đó cả nhà khi một người yêu thương bản thân và thực hành bố thí cho bản thân là sao? Mình giảm mình giảm muốn chứa đựng hình ảnh của mình. Mình chứa đựng hình ảnh của mình mà, có nghĩa là mình mình có quan sát chính mình khi mình xuất hiện không? Và mình muốn mọi người chứa đựng hình ảnh gì của mình khi mình xuất hiện. Mình muốn cười với người khác mà mình nghiêng như vậy thì người ta đâu có thấy đúng không? Nên là để mà thực hành bảy bố thí cho bản thân đó là một cái sự đơn giản làm vui vẻ làm tin tưởng làm nhẹ nhàng làm thường xuyên làm và dụng tâm làm dạ yeah. ha không biết ơn cô ạ à. dạ yeah. rất biết ơn chị vì... à. mình có hiện thực rồi nên là mình làm lớn thêm chút nữa mỗi ngày mình chỉ cần lên zoom nè mình nhìn hôm nay hình như chỗ này sáng mình muốn mọi người chứa đựng hình ảnh sáng hơn chút của mình xong hôm nay tóc của mình chỗ này chỗ này đẹp nè nếu mà mình dán lên như vậy người ta sẽ thấy được nét đẹp của mình hơn chút nữa và mình chứa đựng mình như vậy đó mình chứa đựng mọi cái đẹp thêm đẹp thêm của mình và cho mọi người nhìn thấy được cái điều đó ngon không cả nhà dạ ngon dạ biết ơn chia sẻ của chị dạ. vì hôm dạ. tại vì mỗi dạ. lần mà mình dạ. hồi xưa mình chưa có học mình chưa có hiểu là là một nụ cười tươi, một câu khen ngợi, một chút quan tâm đi khắp thế gian là có sự chuyển hóa rồi. Vậy thì chỉ cần mình xuất hiện mà có một người họ khen mình một cái thôi, là sao? Mình tạo bối cảnh để họ tích tạo phước báo rồi đó. Hình dung được chỗ này không ta? Nó nó không phải chỉ là mình nhìn thấy ở chỗ mình mà vì mình nhận được cái chỗ đó nên mình sẽ thấy ở góc độ của người khác. Mình rất đơn giản để tạo bối cảnh cho người khác trở thành của mấy công đức phước đức. Mình rất đơn giản để giúp đỡ chồng mình Rất đơn giản để giúp đỡ con mình Giúp đỡ những người thân yêu xung quanh mình Họ chỉ cần ở cạnh mình thôi Thì mình chính là bối cảnh để họ tích tạo phước báo luôn Chứ không phải là mình mượn họ để mình tích tạo phước báo cho mình Nên nó ngon dữ lắm Mỗi cái hành động của mình Mỗi cái hành vi, mỗi lời nói của mình thôi Khi mình có nhận thức sâu sắc Đối với chính mình đó, mình chứa đựng được sự chuyển hóa nơi chính mình thì rất đơn giản để tạo bối cảnh để những người xung quanh mình có sự chuyển hóa mình lên mình đẹp một cái mọi người khen mình là mọi người tích tạo phước báo rồi đó Lạ không đâu phải mình đẹp cho người ta nhìn thấy mình đẹp đâu mình đẹp mà người ta khen mình là người ta tích tạo phước báo mà mình khen người ta mà người ta vui mình cũng tích tạo phước báo ngon dữ dội luôn á. Có ai nhận ra được cái 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 vòng xoay này không? Nên cho đi nhận lại, cho đi nhận lại là một. Mình hiểu là một. Thì ngay lúc mình làm, mình đã quản trị được cái hình từ hai phía luôn rồi. Nên trong yêu thương bản thân thì có nền tảng là gia đình, tổ chức xã hội. Ngay cái giây phút mình yêu thương bản thân là gia đình, tổ chức xã hội đã được yêu thương luôn rồi. Và ngay cái giây phút mà nhìn thấy mình yêu thương gia đình, tổ chức xã hội. Thì mình đã yêu thương bản thân mình trong đó rồi Không có tách biệt Có một cái thôi Biết ơn chị Vi Nên cái sự hiện diện đẹp đẽ Sức khỏe An vui Và giàu có của mình Chính là một món quà Cho cuộc đời này rồi Rồi biết ơn chị Vi Bây giờ xin mời chị Đinh Hiền chia sẻ Dạ vâng ạ Thưa cô, cô nghe rõ không ạ? À? Cả nhà nghe rõ không ạ? À? Yeah. Dạ. Dạ, à, biết ơn cô đã gọi tên ạ. À. À, dạ, à, mình xin à, um, giới thiệu chút là tên đầy đủ là Đinh Thị Hiền ạ. À. À, và được sự à, rất là đủ đầy à, à, cô, à, chị à, Nguyễn Thị Kim Ánh là mentor 4 ạ. À. À, dụng tâm hỗ trợ rất nhiều cái à, mình thường duyên à, được tới à, tâm y dung và có gặp thầy cái rồi à, được à, đến với à, chương trình offline à, tối hiệu nội tâm khóa chín ngày 18 đến 23 tháng 5 vừa rồi à, và rất là, à, là 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 không có thể à, trở về với con người cũ được à. cái à, là ừ, cái điều đầu tiên mà trong buổi học hôm nay cô diệu hiền à, à, xinh đẹp có một ánh mắt rất là chiều mến rồi à, nụ cười rất là rất là đẹp với cái à, hồi với cô à, à, lúc đó mình cũng rất là vui à, là à, kính thưa cả nhà cùng với à, cô diệu hiền đó là à, quá trình à, chuyển hóa của mình à, trong à, cái giai đoạn vừa qua cái à, hôm nay thì à, rất là vui tạo mối cảm động người tâm gì à, cái lúc đó mới báo được một cái đó chính là mình là à, xin lỗi hơi xúc động một chút là mình có một chút là à, này nọ nên là cái cơ thể của mình thì không có cái hành kinh đó cô và mình 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 rất vui nghĩa là cũng 8 năm rồi từ khi có vấn đề hay bây giờ các mình thấy cô đó mình thất quá thì mình 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 nhấn mình, mình cảm động nội tâm các mình đưa trái tim cái không có ra trái tim mà ra được dây tay và phúc báo cái mình được phát biểu này thì uh, mình nhận ra và thấy là mình hạnh kính nó cô cái uh, lúc đó vui quá thì không có quay lại lớp học đi. thì báo cho một người à dạ thì nói là chúc mừng nghe chúc mừng là là giống như vậy thầy lại cô dạ kính <laughs> thưa cả nhà là mình xin uh, sinh ngày 29 tháng 5 năm 72 và năm nay là 20 tuổi à, Và mới vậy thì <laughs> Dễ thương Vui quá cô Thì à, à, mình à, Lúc đó thì trong lòng cái à, nghĩ tới à, cô nói với cô à, à, Một à, nụ cười tươi à, Một câu ký ngợi đó, cô. À, Một chút quan tâm Thì à, đi khắp thế gian Thì chia sẻ mọi người lúc đó Mình nhìn trong gương thì thấy là Ủa sao mình có nụ cười tốt Để trở lại rồi mình muốn nói điều này vì cái khoảnh khắc trải nghiệm là có một lần đó khi mà mình cũng nghe lại thôi chứ không được nghe trực tiếp về bảy cái tí ty của của mình nữa con thì mình nghe nhưng mà xúc động lắm thế mình vội vội vàng vàng, vàng. Đó, như là con cô 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 gì mà dạy nụ cười tự nhiên quên coi cái à, à dạ tự nhiên quên tên cô tiêu cái nhìn à chả đúng rồi cô còn nguyên cái gì mình giật mình mình nó à, được khen là nụ cười đẹp nhất à, khuôn mặt luôn mà bây giờ nó đâu mất tiêu vậy cái từ đó cũng là cái gì à, để, à, để à, luyện tập thưa cô à dạ và à, biết ơn cô nhắc nhớ Trong việc là à, cần thiết lập lại một cái thói quen à để à có một cái nụ cười đẹp à và bắt đầu hành động để à, thiết lập lại cái thói quen là con nói là nhắc nhớ là 30 ngày dạ và cảm ơn cô cũng như cả nhà là từ hôm cô nói về à, trang giấy gọi cảm xúc của cô ba à, ngày rồi cô nhỉ ba ngày nay là ngày thứ tư dạ là là là, là 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 không biết à, chuyện gì ở đâu mà tôi chào Ở khi mà <laughs> dạ tôi cô là khi mà à, 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 nhận được tri thức về à, à, ánh sáng cô cái nguyên lý ánh sáng thì lúc có mình giải quyết được à, rất, rất nhiều điều À, mà mình à, trước khi đi học à, hỏi có một cái cái khoảnh khắc rất là lớn là nói chuyện với cơ thể cô à, mình đặc biệt chúc là lúc đó là ngừng giao tiếp à, bên ngoài và có một khoảng là hơn 6 tháng để nói chuyện với cơ thể và lúc bây giờ thì cơ thể mới nói nhớ là đi tìm một cái à, giáo dục ở à, tri thức tận gốc và mình đã đến với một à, một cái sự à, cái gì để đến với chương trình và khi có được cái à, nguyên ánh sáng thì mình dạy 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 tòa rất nhiều cái cái vấn đề và mình nghĩ rằng là là gần như là bất hạnh bí mật đã vẽ lên và uh, mọi thứ mọi thứ là bắt đầu là, là là ánh sáng đã vào và mình sẽ là uh, trở lại hành trang của một uh, cậu bé một cô gái một cô bé là ba tuổi để đi vào công tác đèn cái như vậy như vậy và ngày một sáng của cô À, và điều đầu tiên à, ngày hôm nay à, trong ngày hôm nay mà mình khi nói rằng à, cứ mỗi ngày mà mình thức dậy đó thì à, nó giống như là mình được tái sinh và sống trọn vẹn cho 24 mươi bốn giờ à, và rất là là vui thì à, cái khoảnh khắc mà sự chờ đợi à, tại vì à, khi mà vào à, cái, cái liệu trình điều trị của thì thì rất là à, là cái cái gì thành kính nó sẽ ngừng cô Và dạ, không thể không thể tưởng tượng được mà một cái là một cái sự vừa đủ đầy à, và có một cái hiện tượng mà với nhiều cô ngày hôm nay sẽ dạ, uh, rất nhiều bài học mà cô chia sẻ và mình cảm thấy uh, uh, rất là quay muốn quay trở lại tại vì cái một cái phương pháp uh, mà mình cho rằng là mình trước đây mình có một thời gian là học là một sự nghiêm túc và phải ghi chép nhưng mà uh, có một cái chặng đường thì không làm được như vậy nữa Mà mình chỉ là uh, cho rằng là cái chuyện là Tình là nói chuyện với cơ thể là quan trọng nhất Rồi sau đó thì uh, gia đình thì qua cái chuyện nói là khi cô uh, nói cái gì thì mình nhắc miệng theo Cho nên là cũng hơi ngại ngại mà mở cam lên Giống như nó leo cái kỳ quá Rồi tới là bây giờ thì lại Bắt đầu từ ngày hôm qua ở buổi học ngày hôm qua với thầy trong thấu thấu hiểu nội tâm khám âm thì bắt đầu quay trở lại là ghi chép không biết cơ thể nó hiểu như vậy là như thế nào nhưng biết rằng là cái sự hưng tập ở niệm nguồn đủ đầy với mình để bắt đầu hành động trong cái việc là giống như là đọc có đọc đọc, đọc thấy niệm nguồn xong rồi mình nghe lại Thưa cô thì mình đang tạm, đang sử dụng cái phương pháp đó trong hai ngày vừa qua và tiếp tục để mà à, như là những bài à, học võ lòng cô ạ à. à, đây học à, gọi là mình học à, à, tri thức quyết thì mình đang thì nói là à, giáo dục tri thức tận gốc hay nói cách khác là à, con đường hướng tới à, thấu suốt à, nhân sinh cô à. và cái khái niệm nguồn là là những à, những trang giấy là những bài học và những lời à, giống như là kim chỉ nam hành động à, dạ mình hiểu như vậy dạ kính thưa à, kính thưa à, cả nhà à, cảm ơn cô à, cũng như cả nhà tâm mình đã nghe à. Dạ. dạ đáng yêu quá hai cả nhà rất là biết ơn chị đinh thị hiền chúc mừng hiện thực của chị à, mình có quan sát thêm cơ thể ha quan sát thêm cơ thể và trân quý biết ơn cơ thể của chính mình rồi mình cứ làm rõ làm xiên thêm nhiều khái niệm vì mình đã nhận được hiện thực rồi bây giờ mình mình quay lại mình học tập cho thật là tốt đẹp thêm nữa có nghĩa là mình đừng có nhìn thấy là bây giờ mình phải học để mình có hiện thực nữa mà mình có rồi và mình đi cố định lại thông tin, cố định lại thông tin. Thuận duyên, mình chia sẻ cho người khác. Thì lúc đó là mình mình giữ được xuyên suốt cái trạng thái an vui, trân trọng biết ơn, bao dung. Và mình cái quá trình mà mình đi chia sẻ, mình nói lại, thì mình tích tạo phước báo. Mình học mà không phải cho mình nữa. Vì mình có hiện thực rồi. Và vì hiện thực của mình ngon quá. Thì mình, mình thuận duyên. Mình có thể hỗ trợ những người thân yêu xung quanh mình. Ngon không cả nhà? À, rất là biết ơn chị Đinh Hiền ngày hôm nay Để chia sẻ hiện thực của mình à, Diệu Hiền còn có một lớp học Sẽ diễn ra tiếp tới luôn là Hành Trình Yêu Thương Nên là ở đây có một vài anh chị Chị Loan, chị Hằng Đang giơ tay nè Thì mình có thể thuận duyên mình qua Hành Trình Yêu Thương Mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra Với các cô MC bên đó Đồng ý không ạ à? À, Ngày Còn nếu mà muốn chia sẻ trong zoom của mình Thì sáng mai chúng ta vào zoom một sớm một chút Cái mình cùng nhau chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra hoặc là có nghi vấn thì ngày mai mình sẽ cùng nhau làm rõ Hai cả nhà Rất là biết ơn Được có thấy con mấy cánh tay Và thời gian thì chúng ta kết thúc lớp học ở đây Hai cả nhà Dạ sáng mai vẫn zoom này Còn hành trình yêu thương thì chúng ta có zoom Zoom của hành trình yêu thương ạ Rồi biết ơn cả nhà lắm lắm Hành trình yêu thương thì vẫn đón nhận các thành viên Mới tham gia Nên là các anh chị mà muốn Muốn tham gia một hành trình để mình thông qua những trải nghiệm mình kết nối mình lắng nghe chính mình á thì có thể tham gia vào hành trình yêu thương hành trình yêu thương diễn ra vào 11 giờ 45 phút đến 1 giờ từ 11 giờ 45 phút thì MC sẽ giao lưu 15 phút đến đúng 12 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đến 1 giờ trưa hai cả nhà rồi hẹn gặp cả nhà vào sáng mai biết ơn cả nhà lắm lắm biết ơn cô ạ à. Ủa, cô, yatat, không, đợi có, đợi đợi cô, nhà. À... Chào cô, cô hmm, à, Linh Dâm hành trình yêu thương. Ça, cô, chào, chào... chào, cô, chào, chào người nhà. Người cả nhà. À, linh Dâm hành trình yêu thương thì có ai đang có link của nhóm? Bạn có thể gửi lên trên đây được không cả nhà? Dạ. Sá, hành trình yêu thương như hôm qua chủ nhật là nghỉ hay sao nhỉ cô nhỉ? Dạ đúng rồi. Ơi, cô, Anh hôm định... nhà. Hôm Anh qua em mở ra không thấy em Dạ. Em không nghe tiếng thì em không. Hành trình yêu thương của mình diễn ra từ thứ hai đến thứ bảy vào buổi trưa. Riêng chủ nhật sẽ diễn ra từ 5 giờ đến 7 giờ sáng chủ nhật. Hai cả nhà. Dạ rồi. Cả nhà lưu lại cái link vào nhóm cộng đồng. Rồi chúng dạ, ta. Dạ cô Dạ. Dạ em 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 muốn nghe lại ghi âm của thấu hiểu yêu thương cô nhưng mà em vô trong tổ chức đào tạo quýt đó cô thì lại không thấy cô à dạ hiện tại giao diện của khi mình vào trong nhóm telegram của tổ chức đào tạo quýt thì mình sẽ thấy cái banner của lớp sau đó mình muốn xem ghi âm thì cả nhà giúp đỡ